Giang Du và Từ Vĩ Thành kết hôn được 2 năm. Một đêm mối tình đầu của Từ Vĩ Thành ly hôn về nước. Đêm đó, người chưa bao giờ qua đêm bên ngoài như hắn, lần đầu tiên không về nhà. Lúc trước, mẹ của Từ Vĩ Thành từng ra giá 5 tỷ, ép Giang Du phải rời đi. Cô không đồng ý. Bây giờ Giang Du đã nghĩ thông, còn trả giá ngược lại. 10 tỷ, được thì ly hôn. Dù sao cô con dâu bà ta nhìn chúng, hiện đã ly hôn, tự do, nếu cô chịu nhường lại vị trí bà từ này, bà ta nhất định sẽ rất vui. Sáng sớm 6 giờ, Giang Du gõ vang cửa phòng bà mẹ chồng. Mấy phút sau, cả nhà họ từ xôm tụ. Hai giờ sau, từ Vĩ Thành nhận được đơn ly hôn đã ký của cô. Tối ấy khi Giang Du đang má kể má, nhảy disco với mấy em trai nhỏ của mình trong quán bar, từ Vĩ Thành cho người bao vây quán bar. Câu chuyện tình yêu truy thê hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ chuyện trên kênh youtube, nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Giang Nhu, sáng sớm không thức dậy làm bữa sáng còn ở đây làm gì? Mẹ chồng gương mặt giận, đứng ở cửa nhìn cô với mái tóc xoăn bù rù sao cô lại mặc váy ngắn như vậy? Muốn làm mất mặt từ gia chúng tôi sao? Mẹ chồng chỉ vào váy cô tức giận. Từ Vĩ Thành thích người phụ nữ mặc váy dài màu đen trắng dài thẳng tắp, có điểm thêm những bông hoa nhẹ nhàng. Mẹ anh nói, làm con dâu nhà họ từ thì phải có phong thái của người phụ nữ đoan trang, không được mặc quần áo lộ tay chân để không làm mất mặt nhà họ từ. Sau hai năm kết hôn, cô gần như quên mất rằng, Giang Nhu cô cũng có một đôi chân dài trắng như tuyết, và cô thường xuyên mặc những bộ đồ khoe ưu điểm này ra để không lãng phí điều ông trời đã ban cho. Thấy cô không nói lại, bà ta lại cho rằng cô nhát gan nên bắt đầu chỉ vào mũi cô mà mắng. Bây giờ lập tức lên lầu thay quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay chúng tôi muốn ăn đồ á. Xin chào. Giang Du giơ tay gạt nhẹ ngón tay bà ta sang một bên. Bà Từ, bây giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn nhé. Gọi tôi là gì? Bà ta kỳ quá nhìn cô. Giang Nhu, cô còn mê ngủ à? Sau một lúc, Giang Nhu ngồi trên sofa, bà Từ ngồi đối diện cô, vẫn mái tóc hơi bù xù, khuôn mặt có phần tiều tụy và mất sắc. Người phụ nữ đàng hoàng đứng đắn trước mắt này đã mất đi bình tĩnh lần thứ ba. Cô kêu tôi cho cô 10 tỷ, sau đó cô ly hôn với Vĩ Thành. Em gái từ Vĩ Thành cũng khinh thường nhìn cô. Giang Nhu, cô thích anh tôi đến phát điên. Cô bằng lòng ly hôn sao? Giang nhua phớt lờ cô ta và nói với bà từ Đúng vậy Hai năm trước bà nói sẽ cho tôi 5 tỷ Để cho tôi rời khỏi từ Vĩ Thành Nhưng tôi không đồng ý Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi Chỉ là sau khi cưới từ Vĩ Thành Thì giá trị của tôi đã tăng lên gấp đôi Cho nên việc tôi tăng lên 5 tỷ Là không quá nhiều đúng không? Tôi cảm thấy cô điên rồi Vĩ Thành thì sao? Cô mau gọi Vĩ Thành xuống đây cho tôi Giang Nhu khoanh tay dựa vào ghế sofa cười. Đừng hét nữa, anh ấy tối qua không về. Nếu tôi không lầm, Lâm Bạch Lộ ngày hôm qua đã trở về thành phố A. Bọn họ chắc hẳn đã ở cùng nhau cả đêm. Khuôn mặt bà Từ lập tức phấn khích lên. Nhưng từ nhạc hoa thì lại kinh ngạc vui vẻ lên. a à, chị Bạch Lộ đã trở lại. Khó trách ngày hôm qua tâm trạng anh trai lại tốt như vậy. Từ phu nhân trừng mắt nhìn, từ nhạc hoa mới vội vàng bịt miệng lại. Rốt cuộc, Thật không tốt khi lan truyền việc ngoại tình trong hôn nhân Bà trước kia rất thích cô ta Hiện tại hai người có cơ hội làm mẹ con rồi Mấy tỷ cũng không nhiều lắm đúng không? Giang Nhu gõ bàn đưa ra bản thỏa thuận ly hôn Chỉ cần ký vào Tài sản chung của vợ chồng tôi không lấy Tứ phu nhân giật lấy tờ đơn ly hôn Quả nhiên giấy trắng mực đen viết rằng Cô Giang Nhu Một mình rời khỏi nhà Một xu cũng không lấy Nhưng bà ta nghi hoặc nhìn cô Giang Nhu Cô định giờ cho gì vậy? Tôi không tin cô lại dễ dàng buông bỏ con trai tôi như vậy. Giang Nhu lắc đầu thở dài. Nói như thế nào nhỉ? Bàn chải đánh răng đã bị người khác dùng cọ buôn cầu. Bà có muốn dùng lại không? Phép ẩn dụ của cô thành công làm bà ta cảm thấy ghê tởm. Bà Từ nhìn vào cô với vẻ mặt khó chịu. Quả nhiên người xuất thân từ gia đình nhỏ, cho dù lời nói thô tục thì cũng không thể đưa lên mặt bàn tôi không thể trách vĩ thành dù kết hôn đã hai năm vẫn không thích cô cô làm sao có thể so sánh với bạch lộ cho nên tôi mới đưa cho bà một cơ hội bà nên suy nghĩ kỹ nha mẹ sao mẹ còn phải suy nghĩ đây là chuyện tốt đó mẹ mau đồng ý đi từ nhạc hoa không ngừng ở bên thúc giục bà ta bà ta và lâm bạch lộ có mối quan hệ rất tốt vì vậy điều đó đồng nghĩa với việc bà ta không thích cô đến mức nào nhưng cũng không sao trước đây cô không chấp bà ấy vì bà ấy là mẹ chồng. Còn bây giờ cô càng không quan tâm đến vì sau này hai người bạn họ chỉ là người qua đường thôi. Mười phút sau, Giang Nhu nhận được tiền. Sau đó cô lên lầu và sách vali mà cô đã đóng gói trước đó rời khỏi đây. Khi cô đi xuống lầu, hầu hết người trong nhà gia đình họ từ đều đang ở trong phòng khách. Kể cả người cha chồng luôn nghiêm túc ít cười cũng vậy. Ông ấy thật ra chăm sóc cô rất tốt, chưa bao giờ làm khó dễ cô có thể nói ông ấy coi cô như người thân ruột thịt vậy. Nên khi rời đi, cô chỉ chào ba chồng. "Ba, đây là lần cuối cùng con gọi người như vậy. Về sau ba phải chú ý thân thể, chân không tốt mùa đông nhớ phải giữ ấm, để người giúp việc nấu nhiều đồ bồi bổ nhé." Giang Nhu thấy ba chồng cô hai bên thái dương căng lại, rồi lại thở dài gọi cô qua đó. Trước mặt mọi người, ông đưa cho cô một chiếc thẻ. "Đây là 10 tỷ, không nhiều đâu, còn giữ lấy đi." Giang Nhu thầm nghĩ, thật tuyệt, không có tình yêu, chồng cũng không còn mà có 20 tỷ. Cô có thể đếm thấy rất nhiều số không rồi. Ba Giang phải mất 20 năm mới kiếm được số tiền này. Cô không từ chối mà hào phóng nhận lấy. Cảm ơn ba. Chờ chẽn. Từ nhà khoa nhỏ giọng trách mắng cô. Bây giờ tâm trạng cô đang tốt, nên không thèm tranh cãi với cô ta. Cô cất tấm thẻ đi, tạm biệt ba chồng rồi trực tiếp xách vali rời đi. Hai tiếng sau, thỏa thuận ly hôn đã được cô ký trước, được thư ký của anh đem đến văn phòng của Từ Vĩ Thành. Ngài Từ, vợ ngài sai người đưa qua, dặn ký xong thì gọi lại cho cô ta. Từ Vĩ Thành bận đến mức không ngẩng đầu lên. Cậu để qua đó trước đi, hiện tại tôi không có thời gian. Chủ tịch Từ, ngài nên xem qua một chút. Thư ký lại nhỏ giọng nói. Từ Vĩ Thành có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy mấy chữ đen trên tờ giấy trắng, thỏa thuận ly hôn rất lớn, bàn tay cầm bút ký liền dừng lại. Anh ta cầm tờ giấy mỏng, lật qua lật lại vài lần, cuối cùng nhìn chăm chăm vào chữ ký của Giang Nhu. Tuy nhiên, sau một thời gian, Từ Vĩ Thành đã ném thỏa thuận ly hôn cho thư ký, đi gọi cho cô ta và nói tôi sẽ quay về vào lúc 8 giờ tối nay. Nhưng tối nay ngài có hẹn với cô Lâm. Từ Vĩ Thành cau mày, đi gọi điện thoại. Thư ký không dám do dự, nhanh chóng đồng ý, chỉ tiếc là ngoài việc chặn Từ Vĩ Thành giang nhu còn chặn tất cả những người liên quan đến anh ta thậm chí nếu chú chó của anh ta có tài khoản xã hội cô cũng sẽ chặn nó ờ ừ, ngài từ hình như vợ ngài chặn tôi rồi thanh âm thư ký có chút run rẩy từ vĩ thành sắc mặt càng thêm tối sầm với tay ấn số điện thoại của giang nhu thật đáng buồn là anh còn không biết rằng người đầu tiên trong danh sách chặn là anh ta từ vĩ thành đặt điện thoại xuống lấy điếu thuốc ra châm một điếu anh ra ngoài sau khi đuổi thư ký xong, Từ Vĩ Thành hút dòng điếu thuốc, thu hồi lại những tâm tư nãy giờ chuẩn bị tiếp tục công việc. Nhưng điện thoại của Từ Nhạc Hoa gọi đến. Anh trai, có tin cực kỳ tốt luôn. Anh giúp cuộc cũng có thể thoát khỏi sự đeo bám của Giang Nhu rồi. Cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh chị Bạch Lộ. Vì cô ta mà anh đã không về nhà, giờ nghe tin này anh có đang thấy vui mừng hay kinh ngạc thế? Từ Nhạc Hoa, em nói cho rõ ràng một chút. Rốt cuộc chuyện của Giang Nhu là như thế nào? Từ Vĩ Thành bực bội đứng dậy nới lòng cà vạt. Anh ta mới có một đêm không về, mà Giang Nhu, người phụ nữ này đã tạo lên một việc động trời đến như vậy cho anh. Cô thực sự không nghĩ nếu anh đồng ý ký vào đơn ly hôn thì sẽ như thế nào? Anh à, là Giang Nhu bảo mẹ đưa cho cô ta 10 tỷ, sau đó sẽ đồng ý ly hôn với anh. Cô ta đã rời đi, nhưng cũng rất biết điều chỉ mang theo đồ đạc cá nhân của mình, chứ không đem theo bất kỳ đồ vật nào của nhà họ từ anh trai, chúng ta phải mau báo tin tốt này cho chị Bạch Lộ. Từ nhạc hoa đang nói chuyện rất vui vẻ ở đầu dây bên kia, thì Từ Vĩ Thành đã cúp điện thoại. Anh ta cầm áo vét đứng dậy. Bây giờ Giang Du đang ở đâu? Anh hỏi thư ký. Xin lỗi ngài từ, chúng tôi cũng không biết. Xin lỗi ngài từ, phu nhân cũng đã chặn hết số của chúng tôi rồi. Từ Vĩ Thành cảm thấy một ngọn lửa giận bốc lên, nhưng lý trí nhắc nhở anh ta lúc này phải bình tĩnh lại cho nên rất nhanh anh ta đã quay lại dáng vẻ bình thường. Không phải cô ta nói ký tên rồi gọi cô ta về sao? Thư ký liếc nhìn từ Vĩ Thành. Phu nhân nói, sau khi ngài ký chỉ cần gặp tôi ở cục dân chính vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai, cô ta sẽ không bao giờ đến muộn. Từ Vĩ Thành đứng đó, khuôn mặt càng lúc càng âm trầm. Sau một lúc mới tháo kinh xuống đưa cho thư ký. Anh đi điều tra tung tích của cô ta, có tin tức liền báo cho tôi. Vâng, thưa ngài chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Từ Vĩ Thành nói xong, liền quay trở lại văn phòng. Dự án hôm nay cực kỳ quan trọng, nó sẽ là mở đầu cho sự phát triển của công ty trong vòng 5 năm sắp tới. Anh đã phải quay cuồng với công việc suốt mấy ngày trời, đêm qua còn phải ở lại công ty cả đêm để hoàn thành công việc. Giang Nhu đang quậy phá, nhưng lúc này anh không thể phân thân để chơi với cô ta. Đối với Từ Vĩ Thành công việc luôn là trên hết. Giang Nhu vốn không quan tâm từ gia hiện tại đang như thế nào, hay từ Vĩ Thành đang nghĩ gì. Lúc này cô đang ở trong căn hộ mà ba Giang mua cho trước khi hai người bọn họ kết hôn, ôm con gấu bông nhỏ của mình mà khóc. Giang Nhu khóc đủ chưa? Bạn thân an noãn của cô, không nhịn được nữa, lấy khăn giấy đưa cho cô. Giang Nhu lấy khăn giấy lau mặt, rồi tiếp tục ôm gấu khóc. Cô đã ly hôn, mới có 25 tuổi, nhưng cô, Giang Nhu, đã trở thành một người phụ nữ trẻ tuổi trải qua một đời chồng, điều này đồng nghĩa với việc giá trị của cô sẽ giảm xuống. Sau này nếu cô tái giá, không tìm được người nào hơn Từ Vĩ Thành, chắc chắn sẽ bị tất cả các cô gái ở Vinh Thành cười chết. Buổi tối đi uống rượu giải tỏa tâm trạng đi, quán ba chị tớ mới khai trương, nghe nói toàn trai đẹp đến từ thành phố a. Giang Du ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn An Noãn, "Có trai đẹp ư? Ừ. Có đẹp hơn Từ Vĩ Thành không?" Chị gái ơi, cho dù không đẹp trai bằng anh ta, nhưng ít nhất cũng trẻ hơn, năng lượng hơn anh ta, chắc chắn sẽ khiến mày vui vẻ. Mày nghe câu này chưa? Nam sinh viên đại học còn cứng hơn cả kim cương. An noãn hận rèn sắt không kịp, kéo cô đứng dậy. Bây giờ mày hãy đi thay ngay một bộ váy gợi cảm và xinh đẹp, để tao đưa mày đi tìm các em trai nhỏ nào. Giang Nhu hơi giật mình và đồng ý. Tính ra đã rất lâu rồi, cô không mặc những bộ đồ gợi cảm như vậy. Kể từ sau khi kết hôn với Từ Vĩ Thành thì những bộ đồ như vậy đã không còn được xuất hiện trong tủ quần áo. Ngày mà cô gặp mặt Từ Vĩ Thành có thể nói là do một cuộc xem mắt mù quáng mà ba Giang ép tới. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt Từ Vĩ Thành xuất hiện với bộ vét lịch lãm giống như là một người đàn ông tràn đầy hơi thở cấm dục, tài giỏi hay xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Còn cô, với mái tóc nhuộm hồng, áo khoác ngắn tay quần ống rộng, khi ba giang thấy quả đầu hồng trói lọi suýt chút nữa ông ấy ngất luôn tại chỗ ông ấy giúp cô nói những điều tốt đẹp trước mặt từ vĩ thành nhưng giọng nói lại lắp bắp đến mức hoài nghi nhân sinh vậy giang nhu vốn dĩ là không có ý định lấy chồng nên làm mọi cách để phá hủy bởi xem mắt này kể cả việc bỏ đi hình tượng tiểu thư hào môn lịch sự nhã nhặn ba giang nháy mắt ra hiệu liên tục khiến cô cảm tưởng thêm chút nữa thôi là mắt ông ý đang bị chuột rút vậy tuy nhiên cô vẫn cố tình như không hiểu ám hiệu của ông ấy. Sau bữa tối, vì phép lịch sự, nên Từ Vĩ Thành vẫn đưa cô về. Từ Vĩ Thành tính tình nghiêm túc, còn cô thì trái ngược hoàn toàn, nên cô cũng cho rằng sau buổi hôm nay, hai người bọn họ sẽ không có mối giao thoa nào nữa. Nhưng không ngờ, sau đó Từ Vĩ Thành lại nhiều lần hẹn gặp rủ cô đi chơi. Bà Giang vui vẻ nói rằng anh ta có ấn tượng tốt về cô, nên chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra thuận lợi. Giang Nhu tức tối nói Anh ta thích con Nhưng con vốn không thích anh ta Đúng là trâu già gặm cỏ non Ba Giang khuất phục cô chỉ bằng một câu Con không thích nó Nhưng kẻ thù không đội trời chung của con là Chu Đồng Lại đang muốn lấy cậu ta Đang tìm người mai mối kia kìa Vừa nghe lòng hiếu chiến của cô lập tức trỗi dậy Chu Đồng thích muốn lấy anh ta Cô nhất định phải cướp lấy Giang Nhu bắt đầu hẹn hò với Từ Vĩ Thành vốn định dùng việc này mà cười lên mặt Chu Đồng. Ai dè vài tháng sau đó, chính bản thân mình cũng đã yêu từ Vĩ Thành. Tình yêu của một cô gái trẻ tuổi nóng bỏng và nồng nhiệt đến mức bản thân không thể kiểm soát được. Từ Vĩ Thành vẫn bình tĩnh điều khiển mọi thứ đến mức dần dần biến cô thành hình mẫu mà ba giang hao tổn bao nhiêu tâm trí vẫn chưa làm được. Tóc đen dài mặc lên những chiếc váy thục nữ dịu dàng. Vì đây là điều anh thích nên cô sẵn sàng thay đổi mãi sau này khi vô tình nhìn thấy bức ảnh anh cùng bạch lộ thời còn đi học trên máy tính của anh lâm bạch lộ người cũng như tên mái tóc đen dài mặc chiếc váy trắng tinh khôi tựa như thiên sứ vậy rõ ràng còn một cậu bé khác trong bức ảnh và lâm bạch lộ đang đứng giữa họ nhưng dường như cô hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tồn tại của người thứ ba tầm nhìn của cô dán chặt vào hình ảnh lâm bạch lộ đang mỉm cười ngại ngùng ngước nhìn từ vĩ thành hóa ra trong lòng từ vị thành cũng có một bạch nguyệt quang nhưng thời điểm đó cô đã yêu anh đến mức không còn dũng khí để chất vấn anh về điều này giang nhô sợ khi cô hỏi thì hạnh phúc bao lâu nay của cô có cũng sẽ giống như chiếc bóng bóng xà phòng chỉ cần đụng nhẹ sẽ tàn biến hơn nữa lâm bạch lộ kết hôn trước khi cô và anh kết hôn vì vậy cô đã nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc cho đến khi cô ta ly hôn và quay trở về nghĩ đến việc từ vị thành dành cả đêm hôm qua để ở bên cạnh dỗ dành cô ta cô lại không kìm được nước mắt an hoãn vội vàng lôi kéo cô vào phòng thay đồ cô ta ném cho cô một chiếc váy đen bó sát và bí ẩn lấy ra một bộ đồ lót mới đổi cái này đi tao thấy mày dạo này gầy đến mức sắp biến thành sân bay rồi đó mặc cái này vào vòng nào ra vòng đó gay nhìn thấy mày còn thẳng lại được cầm bộ váy trên tay cô nức nở nhìn an hoãn không tốt lắm dù sao bây giờ tao cũng không còn là thiếu nữ nữa rồi. Tao có phải nên ăn mặc đoan chính hơn không? An Noãn trợn ngược mắt lên hận rèn sắt không kịp. Giang Nhu, mày bây giờ mới có 25 tuổi thôi. Một tiểu thư mới có 25 tuổi. Muốn đoan chính thì hãy đợi đến lúc mày 52 tuổi có được không? Chật, hai cô nàng 25 tuổi, một đen một trắng, mặc váy bó sát, đi đôi guốc nhọn lắc lư vào quán. Lúc đầu cô có hơi ngại, cô đã ăn mặc kín đáo đoan chính suốt hai năm trời. Bất chợt mặc lại những bộ đồ nóng bỏng gợi cảm này, có cảm thấy hơi xa lạ khó chịu. Nhưng sau một ly rượu, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi. Giang nhô đã ký đơn ly hôn rồi. Từ Vĩ Thành chắc chắn khi nhận được cũng sốt ruột ký vào. Thứ hai tới sau khi tới cục dân chính thì hai người bọn họ cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lúc đầu anh đột nhiên kết hôn với cô một cách vội vàng. Có lẽ do bị kích thích khi lâm bạch lộ kết hôn sang nhu mím môi cố nén nước mắt điều chỉnh lại phần áo trước ngực rồi kéo an noãn vào sàn nhảy lắc lư có rất nhiều nam nữ đang muốn uốn éo nhảy nhót trên sàn nhảy dần dần cô cũng đắm chìm trong âm nhạc một anh chàng đẹp trai chạy tới bắt chuyện cô lướt nhìn anh ta cũng thấy khá đẹp mắt đặc biệt là ánh mắt nhau lại khá giống từ vĩ thành liền vươn tay quàng lấy cổ anh ta cánh tay anh ta nhanh chóng quàng vào eo cô mặt đối mặt lắc lư như bao nhiêu cặp đôi trên sàn nhảy. Giang Nhu cảm thấy không quen khi có tiếp xúc gần với một chàng trai xa lạ, nên trong tiềm thức muốn hất tay anh ta ra. Âm nhạc đột ngột dừng lại, mọi người kinh ngạc nhìn sang. Đột nhiên nhiều người đàn ông mặc vét đen tràn vào quán bar. Người phục vụ, vụ và những an ninh quán bar bị dồn vào chân tường. Họ đang tìm ai thế? Ừ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ định bắt ai à? Giang Nhu say đến phát sợ người họ muốn bắt chắc chắn là cô bởi vì cô đã nhìn thấy từ vĩ thành sải bước đằng sau đám đông từ vĩ thành không đeo kính khuôn mặt lạnh lùng trái tim cô bất chợt co thắt lại trong tiềm thức cô muốn trốn đi nhưng ánh mắt của từ vĩ thành đã xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía cô giang nhu bối rối đến mức không dám nhìn lại quay người lại định chạy đi giang nhu từ vĩ thành gọi tên cô ở chung với nhau bao lâu nay cô hiểu rằng càng tức giận thì giọng nói anh càng bình tĩnh lúc mới lấy nhau thời điểm cô lén lút uống rượu anh cũng từng gọi cô như vậy giang nhu vẫn nhớ rõ đêm đó phải suốt hai ngày trời cô mới xuống được khỏi giường càng nhớ về những thời điểm đó lúc đó sự ngoan ngoãn dịu dàng của cô khiến từ vĩ thành rất hài lòng anh còn mua rất nhiều trang sức để dụ dỗ cô bước chân cô lúc này như đinh đóng chặt lại mãi đến một lúc sau cô mới nhớ ra anh chàng đẹp trai kia vẫn còn đang ôm eo mình. Trong lúc nhất thời cô chỉ thấy sống lưng lạnh toát, run rẩy như cầy giấy. Từ vị thành nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, tiến lên một bước, các vệ sĩ cũng dùng sức tách những người xung quanh cô ra. Sau đó ánh mắt trượt từng ly từng tí từ khuôn mặt cô, chiếc cổ gầy trắng ngần, xương quay xanh yếu ớt, đến vòng eo thon thả của cô. Nói chính xác, nó nằm trong tay của anh chàng đẹp trai. Giang Nhu có linh cảm xấu định nói. Từ Vĩ Thành đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay anh thanh niên đẹp trai kia, đẩy hắn sang một bên. Có tiếng xì xầm to nhỏ từ đám đông. Giang Nhu rụt cổ lại, như chim sẻ sợ cành cong. Cô sợ Từ Vĩ Thành tức giận, nói chính xác, vì cô rất yêu anh, nên cô đặc biệt chú ý đến cảm xúc của anh. Khi anh không vui, cô có cảm giác như cả bầu trời đã sụp đổ. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đã ly hôn, nghĩ đến đây không biết dũng khí từ đâu tới cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt của anh trên sàn nhảy chỉ có một chùm ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống bờ vai trần và tấm lưng trắng ngần của cô liếc mắt một cái là có thể nhìn được các trợ lý và vệ sĩ xung quanh từ vĩ thành đều rất biết điều không dám nhìn cô nhưng tối nay cô đã bị rất nhiều chàng trai ngắm nhìn giang nhu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy từ trên mặt từ vĩ thành nó khiến cho cô có cảm giác anh đang tức giận như thể ai đó đã cướp đi thứ quý giá nhất của mình. Nhưng cô, Giang Nhu, lại chưa bao giờ là thứ quý giá nhất của anh. Mắt cô từng chút đỏ lên, cô cố nén cơn chua xót trong lòng, cô hét hàm và nói: "Từ tổng, anh muốn gì ở tôi?" Từ Vĩ Thành nghiêm túc nhìn cô mất mấy giây, đột nhiên giơ tay cởi áo khoác ra và tiến lên một bước, đem áo khoác quấn lấy cô, anh ta thậm chí còn kéo chặt hơn Để cho cô không lộ ra chút da thịt nào Giang Nhu vặn người Ý đồ muốn rũ bỏ chiếc vét xuống Nhưng anh đã giữ chặt cô trong vòng tay của anh bằng một tay Giang Nhu có chuyện gì thì về nhà cùng anh nói Giang Nhu có thể cảm thấy Từ Vĩ Thành đang cố gắng nói chuyện với cô một cách kiên nhẫn nhất Nhưng điều này càng làm cho cô cảm thấy muốn chống đối hơn Từ Vĩ Thành muốn cô về như vậy Có lẽ do cảm thấy cô đang khiến anh cảm thấy bẽ mặt Rốt cuộc, hai người bọn họ vẫn chưa ly hôn, hiện tại vẫn đang trong mối quan hệ vợ chồng. Từ tổng, tôi không muốn cùng anh trở về. Giang Nhu muốn rời đi, nên vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh. Từ Vĩ Thành cau mày, tay đè lên vai cô giữ chặt áo khoác, không cho cô cởi ra. Giang Nhu, em định quậy đến bao giờ? Tôi không có làm ẩm mỹ, tôi đã quyết định rồi, đơn ly hôn cũng đã ký và gửi cho anh. Rốt cuộc anh mù chữ hay là không hiểu? xung quanh chết lặng ngay cả các trợ lý riêng của từ vĩ thành cũng kinh ngạc nhìn cô giang nhu lại hất tay anh ra cởi áo khoác ném mạnh về phía anh vậy chúng ta đã không còn liên quan đến nhau anh để tôi yên hành động này chắc chắn đã chọc giận anh sắc mặt anh càng ngày càng lạnh lùng trong lòng cô thực sự sợ hãi giang nhu sợ rằng khi cô làm anh bẽ mặt anh sẽ mất kiểm soát và đánh cô dù lấy nhau đã lâu anh vẫn chưa bao giờ nặng lời với cô một câu nào giang nhu khẽ cắn môi kiềm chế để bản thân không cúi đầu nhưng những giọt nước mắt bắt đầu trào ra một cách không ngừng đều là lỗi của an noãn trang điểm đậm như vậy cô không dám rơi nước mắt sợ lớp trang điểm lòe đi sẽ trông giống như ma lem vậy giang nhu không còn dám nhìn từ vĩ thành nữa cô sợ càng nhìn sẽ càng cảm thấy có lỗi với anh khi cô nhìn thấy anh trái tim cô lại nhói lên nhưng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai đặc biệt là khi tức giận, hoàn toàn đánh mạnh vào sở thích về người đàn ông mạnh mẽ bá đạo của cô. Thực ra giờ nhớ lại mỗi lần cô cố tình chọc giận anh đều có lý do. Mỗi khi anh lạnh lùng cởi từng nút áo sơ mi, một tay ấn cô vào tường, nhéo cầm cô lên và hôn thật mạnh nói. Giang Du, em hãy lên giường chờ anh tắm xong sẽ thị tẩm. Lúc đó trái tim cô đập liên hồi, như cô gái hồi xuân vậy. Cô đã kết hôn trong hai năm với Từ Vĩ Thành, nhưng tình yêu đối với anh không hề giảm đi, thậm chí còn nồng nhiệt hơn. Sự đam mê quyền luyến với anh chỉ có tăng chứ không có giảm. Từ Vĩ Thành tính tình điềm tĩnh, không thích nói cười. Bà Giang nói đó là biểu hiện của một người đàn ông điềm tĩnh và trưởng thành. Nhưng cô biết, anh không hề thích cô. Ừ, nói vậy cũng không đúng. Không phải là cũng không thích hoàn toàn. Vì dường như chỉ cần anh ở nhà, cô không có đến kỳ kinh nguyệt, thì anh đêm nào cũng yêu cầu cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng điều đó có lẽ cũng chả có ý nghĩa gì. Anh đang là người đàn ông ở độ tuổi 30, độ tuổi dùng sức nhất. Và có lẽ cô cũng chỉ là công cụ hợp lý hợp pháp của anh mà thôi. Trong thời điểm cô đang chìm đắm trong sự đau buồn, đồng thời cũng tỉnh táo biết rằng bản thân đang dần đi về phía mép vực. Ngày đó nếu như anh không muốn cô nữa, cô sẽ lập tức tan thành từng mảnh. Giang Nhu sợ đau, cũng sợ chết. Cô còn đang có 20 tỷ chưa tiêu, nên không thể chết được vì vậy cô phải tránh xa anh ta ra và không để anh ta mê hoặc mình nữa sang nhu cố kìm nén nước mắt thở dài một hơi ngoảnh mặt đi nếu như từ tiên sinh không có việc gì xin mời đi trước nơi này không xứng với địa vị thân phận của từ tổng thời điểm cô cưới anh từ cách trang điểm phong cách ăn mặc cho đến cử chỉ nụ cười tất cả đều phải theo khuôn khổ chỉ cần có một chút sai sót mẹ anh sẽ mắng cô không đoan chính không xứng với anh là mất mặt họ từ cô đã không đến quán bar suốt hai năm rưỡi nhưng giờ cô không phải vợ anh anh cũng không có quyền kiểm soát cô nữa có lẽ vì nhìn cô như sắp khóc đến nơi khiến từ vĩ thành có một chút bất đắc dĩ giang nhu em giận anh thì ít ra cũng phải cho anh biết nguyên nhân là gì chứ lý do từ vĩ thành vẫn còn gan để hỏi cô lý do anh đã lưu bức ảnh chụp lâm bạch lộ trong máy tính của mình anh ta sử dụng vị luật sư giỏi nhất của công ty để xử lý vụ ly hôn xuyên quốc gia cho lâm bạch lộ vào sinh nhật năm ngoái anh lấy lý do bay ra nước ngoài để tham dự buổi họp quan trọng nhưng từ nhạc hoa đã nhận được bức ảnh nhóm do lâm bạch lộ đăng trên mạng xã hội khi cô tổ chức sinh nhật một mình anh đang uống trà chiều cùng bạch lộ từ vĩ thành biến cô thành lâm bạch lộ thứ hai để giải tỏa nỗi thất tình trong lòng anh ta có người phụ nữ khác còn muốn nghênh hoan hành hạ cô hàng đêm lấy cô được hai năm nhưng không cho cô có thai nói rằng cô còn trẻ còn là một đứa trẻ chưa cần vội vã làm mẹ thực ra anh phòng xa không để chuyện con cái làm nguyên nhân khó cắt đứt với cô để đến với người anh yêu vào ngày đầu tiên lâm bạch lộ trở về nước anh ở ngoài cả đêm bây giờ cô làm những gì mình muốn thì anh lại hỏi vì sao lòng cô tràn đầy bất bình những nỗi bất bình đó nghẹn ngào từ tim đến cổ khiến cô không thể thốt lên được lời nào ngoài nước mắt có lẽ bởi vì cô khóc quá thảm thiết, thái độ từ Vĩ Thành trở nên nhu hòa hơn. Nhu nhu, về nhà với anh trước đi. Anh lại tiến lên, khoác áo vét lên vai cô. Giang nhu khóc đến toàn thân phát run, lần cuối đẩy anh ta ra. Từ Vĩ Thành, anh đừng chạm vào tôi. Anh chạm vào tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Từ Vĩ Thành không nói gì, nghiêm mặt nhìn cô, cảm xúc trong mắt trở nên âm u đáng sợ. Như thể cô là tội nhân phản bội hôn nhân, có kẻ thứ ba vậy. Giang Nhu giờ khóc giờ cười, thật sự không muốn nhìn thấy anh ta nữa, quay người kéo ăn noãn lảo đảo rời đi. Từ Vĩ Thành không đuổi theo. Khi cô đang đi, tiếng điện thoại của anh vang lên và âm thanh xin chào của anh khi bắt máy, nhẹ nhàng và xuyên thấu tới tai cô. Lâm Bạch Lộ chắc chắn tìm anh ta. Vì vậy họ có thể hẹn hò với nhau đêm nay mà không hề có gánh nặng nào. Giang Nhu ở lại chỗ ăn noãn vào ban đêm, sau khi tắm xong, cô tắt điện thoại nằm lên giường và khóc cho đến khi thiếp đi. An nãn hiểu cô không muốn bị quấy dày vào lúc này, nên cũng không nói gì ngoài việc đúng giờ đem đồ ăn cho cô. Sáng thứ hai, cô dậy sớm, tắm rửa dưỡng da rồi thay chiếc váy đỏ trễ vai mỏng manh. An nãn định đưa cô đến cục dân chính, nhưng cô không cho. Đây là lần gặp cuối cùng giữa cô và Từ Vĩ Thành. Mặc dù hai người bọn họ sắp đi lấy giấy ly hôn, nhưng cô vẫn muốn tự mình giải quyết. Giang Nhu nhìn bản thân lúc này trông thật tự do và thoải mái. Lớp trang điểm khiến cô trở nên tràn đầy sức sống và nữ tính. Nhưng không ai biết được lúc này cô đang khó chịu như thế nào. Trước khi đi, cô mở điện thoại lên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Nhưng từ Vĩ Thành chỉ gửi cho cô duy nhất một tin nhắn vào đêm hôm trước. Giang Nhu, thứ hai 9 giờ, anh ở cục dân chính chờ em. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn này, cô gần như không thể kiểm soát được cảm xúc tay cầm điện thoại run dữ dội nhưng cô đã kìm nước mắt lại cô không muốn mất thêm thời gian để trang điểm lại đâu cô phải đến đó ly hôn với trạng thái tốt nhất kẻ thù không đội trời chung chu đồng của cô bây giờ chắc đang chờ xem trò cười của cô và từ nhà hoa chắc cũng đang rất háo hức chờ mong điều này ngay cả khi đã ly hôn thì cô cũng phải trở thành người phụ nữ ly hôn xinh đẹp nhất thành phố a này Thực ra mối quan hệ ban đầu giữa cô và Từ Nhạc Hoa không xấu đến vậy. Sau khi kết hôn với Từ Vĩ Thành, hai người bọn họ thi thoảng cũng sẽ đi mua sắm cùng với nhau. Cô cũng sẽ mua tặng cô ta ít quần áo và đồ trang sức. Có một lần cô ta rất thích đôi hoa tai ngọc bích mà Từ Vĩ Thành mua tặng cô và muốn cô cho cô ta. Không ngờ đến khi Từ Vĩ Thành nhìn thấy cô ta đeo chúng nói. Trả hoa tai lại cho chị dâu. Em không trắng như cô ta, đôi hoa tai ngọc bích này không hợp với em đâu nói tóm lại sau đó cô và từ nhà khoa đã từ bạn thành thù phụ nữ rất dễ trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau chỉ cần nói mình không bằng cô ta thì dù có là bạn bè tốt cỡ nào cũng có thể quay nói xấu ghen ghét nhau sau lưng trong suốt hai năm qua từ nhà khoa không thiếu những lần ngoài sáng trong tối gây khó dễ với cô nhưng lúc đó cô vẫn cố gắng nín nhịn nhưng từ giờ trở đi nếu cô ta dám khiêu khích cô, cô sẽ khiến cho cô ta đẹp mặt. Giang Du hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và xuống nhà lấy xe đi. Đến cục dân chính, đồng hồ mới điểm 8 giờ 40 phút. Từ Vĩ Thành tính tình cổ hủ kỷ luật. Nếu như anh ta nói 9 giờ không phút đến, thì sẽ không thừa không thiếu một phút nào. Quả nhiên, đúng 9 giờ, chiếc Bentley của anh ta đến cổng cục dân chính. Anh bước ra khỏi xe và đi đến bên cạnh cô, Giang Nhu cũng đeo kính dâm bước xuống xe. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen, đôi môi đỏ cùng làn da trắng như tuyết, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực, tựa như quả cầu lửa. Ra khỏi xe cô bước thẳng vào cục dân chính mà không thèm liếc nhìn anh ta chút nào. Từ Vĩ Thành bước vào trong hội trường cùng với cô và cô cũng nhận ra là hai người bọn họ là cặp vợ chồng ly hôn duy nhất trong ngày hôm nay. Từ Vĩ Thành chắc sẽ không bày trò phá hỏng chuyện ly hôn chứ. Sang Du nhớ rằng An Hoãn đã nói thầm với cô vào buổi sáng rằng quán ba của chị cô ấy đã tạm thời đóng cửa vì lý do bị nghi ngờ phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác. Chị ấy sắp tức chết vì oan ức, nhưng từ Vĩ Thành gây áp lực sau lưng nên cũng không ai dám nhảy vô hối lửa này để giúp đỡ chị ấy cả. Vì vậy chị ấy chỉ có thể tạm đóng cửa quán nghỉ ngơi. An Hoãn thì thầm với cô, nói rằng hành động của cô giống như việc đang chọc vào vảy ngừa của anh ta vì vậy có lẽ không phải anh ta không có tình cảm gì với cô đâu. Trong lòng cô khinh bỉ, anh ta cùng từ ra trả qua chỉ đang cố gắng bảo vệ thể diện gia đình mà thôi. Anh đã ký chưa? Giang Du hất hàm hỏi anh. Từ Vĩ Thành sắc mặt có một chút tái nhợt. Sao đột nhiên em lại muốn ly hôn? Anh không trả lời mà hỏi lại cô. Không phải tự dưng mà tôi muốn ly hôn. Việc này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với anh để nói về vấn đề này. Giang Nhu, em yêu người khác rồi có phải không? Đây có phải kẻ xấu muốn cáo trạng trước không? Rõ ràng anh vẫn còn yêu người yêu cũ, vậy mà giờ lại bảo cô lừa dối trước. Từ Vĩ Thành, anh bất ngậm máu phun người đi. Anh điềm tĩnh nhìn cô và nói, nếu không thì vì sao em ly hôn? Anh muốn tôi vạch trần vụ bê bối của anh ra. Giang Nhu dậm chân tức giận. Anh làm sao? Anh hơi nhướng mày, giọng nói khá nhỏ. Chờ chẽn, chờ chẽn. Giang Nhu hận không thể cắn chết anh ta. Bởi vì Lâm Bạch Lộ. Giang Nhu dường như bị chèn ép và bất chợt im lặng. Cô mí môi và nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Phải, vì Bạch Lộ. Liên quan gì đến cô ta? Cô ta ly hôn chồng về nước. Và em cũng muốn bắt trước cô ta. Giang Nhu, anh có thể nuôi chiều tính ngỗ ngược của vợ mình. Thì thoảng gây sự thậm chí là gây phiền phức bên ngoài cũng được. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn thôi Từ Vĩ Thành tự hồ như có một chút mệt mỏi giơ tay ấn giữa lông mày Em gây chuyện vậy là đủ rồi Hiện tại cùng anh trở về Giang Nhu dường như nhìn thấy trái tim mình Đang bị khinh bỉ Vứt xuống đất rồi bị giày xéo không thương tiếc Vì vậy cô đây là đang gây rối Và anh vẫn nghĩ do cô giận dỗi Không hài lòng Làm sao để anh hiểu rằng Giang Nhu không muốn yêu anh nữa Không muốn làm vợ Không cần tình yêu của anh và cũng không còn muốn quan tâm anh nữa. Nhưng bây giờ khi cô trông thấy anh mệt mỏi như vậy, trong lòng vẫn rất khó chịu. Nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi cô chọn, thắt chiếc cà vạt cô mua, thậm chí đến việc giặt tất hay đổ lót của anh cũng là cô làm. Cô còn chưa giặt cho ba Giang bao giờ đâu. Cô yêu anh nhiều đến mức, chỉ cần anh gọi cô là vợ một lần nữa, ôm cô vào lòng, cô sẽ thỏa hiệp mà không chần chừ Nhưng đến sự chiếu lệ dành điều đó cho cô anh ý cũng lười làm. Lâm Bạch Lộ đã trở lại, một người đàn ông chỉ có đủ sự dịu dàng kiên nhẫn dành cho người con gái anh ta yêu. Giang Nhu, mày thật đáng thương, chồng mày đến cuối cùng cũng không yêu mày. Cuộc đấu tranh xem ai sẽ cúi đầu trước giữa anh và Lâm Bạch Lộ khiến cho cô cảm thấy nản lòng. Giang Nhu hít một hơi thật sâu, đáng thương giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của mình và hét hàm lên tỏ ra không yếu thế. Từ Vĩ Thành, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu rằng tôi muốn ly hôn với anh không có chuyện thương lượng ở đây giang nhu em nên suy nghĩ cho kỹ ly hôn không phải là chuyện đùa tôi biết từ vĩ thành ngay từ đầu khi yêu cầu ly hôn tôi cũng đã suy nghĩ rõ ràng và sẽ không thay đổi từ vĩ thành nhìn cô thật sâu sau đó mỉm cười tự diễu giang nhu không rõ vì sao anh lại cười như vậy nhưng cô cũng không có thời gian tìm hiểu về điều đó bởi vì anh đã nói được rồi quá trình ly hôn diễn ra rất nhanh chóng vì cô không muốn lấy bất kỳ tài sản nào của anh nên mọi việc diễn ra càng đơn giản khi nhân viên đóng dấu vào sổ xanh từ vĩ thành nhìn cô lần cuối và nói giang nhu toàn thân cô choáng váng mời anh nhanh lên cho tôi đang rất vội từ vĩ thành không nói nữa hai người bọn họ nhận được giấy ly hôn rất nhanh Giang Nhu lấy cuốn của mình rồi đeo kính dâm lên, nhanh chóng bước ra ngoài. Từ Vĩ Thành dường như bước đi phía sau cô. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều, vì lối ra cũng chỉ có duy nhất con đường này, nên anh cũng chỉ có thể đi bằng lối này. Giang Nhu lên xe rời đi mà không hề liếc nhìn anh một lần. Khi xe chạy đến ngã tư chờ đèn đỏ, cô mới định thần lại nhìn quyển sổ danh, cả người như đổ gục ôm vô lăng khóc lớn. Giang Nhu chặn những chiếc xe phía sau, nhưng lúc này cô không còn sức để di chuyển Mãi cho đến khi cảnh sát giao thông đến hỏi cô Cô mới điều chỉnh lại được tâm trạng và lái xe đi Cô trở về căn hộ mà cô đã mua trước khi kết hôn Sau khi tắm và thay quần áo ngủ Cô ôm con gấu bông và bắt đầu ngần người Nhưng trong suốt 10 phút Chuông điện thoại reo lên liên tục Cô không muốn xem cũng chả muốn nhặt nó lên Nhưng dường như chỉ cần cô không nghe Thì người đang gọi sẽ không chịu dừng lại Giang Nhu cảm thấy đầu nhức như búa bổ nên chỉ có thể vơi lấy chiếc điện thoại và tắt tiếng nó đi. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Chu Đồng, sức chiến đấu trong cô lập tức hồi sinh. Giang Nhu lập tức chụp lấy điện thoại như một con thú nhỏ vừa mới thức giấc sau giấc ngủ đông đầy hung dữ. Chu Đồng muốn nhìn thấy trò cười của cô. Hừ, kiếp sau đi. Giang Nhu trực tiếp nghe điện thoại. Toàn thân cảnh giác cao độ, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu nhưng chu đồng lại hét lên với giọng cao vút với cô ở đầu bên kia giang nhu cô điên rồi sao cô vậy mà lại vì cố hoài sâm mà ly hôn với từ vĩ thành giang nhu chết lặng cái gì cố hoài sâm tại sao cô lại vì cố hoài sâm cố hoài sâm và cô đã chia tay nhau bao lâu rồi mặc dù anh ta là mối tình đầu của cô khi còn trẻ thời điểm mà cô còn chưa rõ tình yêu là gì không nhắc cô còn quên mất luôn anh ta rồi giang nhu đậu của cô bị lọt vào khe cửa sao? Cố Hoài Sâm vừa mới tuyên bố chia tay giản lan về thành phố A lập nghiệp. Cô liền ly li hôn với Từ Vĩ Thành. Chu Đồng rất tức giận bên kia điện thoại. Tại sao cô ta lại tức giận khi cô ly hôn? Chẳng phải việc cô ly hôn là điều rất tốt cho cô ta hay sao? Dù sao cô ta cũng thích Từ Vĩ Thành đến như vậy. Giang Nhu, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Mẹ nói chứ, anh là một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Dù anh có muốn lấy ai trả được mà cô lại làm cái quái gì Dù cô xinh hơn tôi một chút Trắng hơn tôi một chút Còn không sao cô lại hơn tôi được Tại sao từ Vĩ Thành bị tổn thương tình cảm Tùy tiện chọn người kết hôn nào cũng được Mà sao anh ấy không chọn tôi Mà lại chọn cô Chu Đồng chửi rủa và khóc trên điện thoại Nhưng khi cầm điện thoại Giang Nhu lại muốn khóc nhiều hơn nữa Hóa ra mọi người đều biết Từ Vĩ Thành kết hôn với cô Là do bị tổn thương tình cảm Nhưng cô lại là người duy nhất không biết cô đã ngu ngốc, thậm chí vô cùng hạnh phúc khi cưới và trở thành vợ của anh. Đêm trước ngày cưới cô còn phấn khích đến nỗi, lăn lộn trên giường. Giờ nghĩ lại, mọi người ở thành phố A này đều nhìn cô như một kẻ ngốc. Giang Nhu cúp điện thoại. Tại thời điểm này cô càng không thể khóc. Giang Nhu thẫn thờ nhìn con gấu nhỏ trước mặt. Đây là quà tặng và năm đầu tiên hai người bọn họ yêu nhau. Khi đó là ngày 1 tháng 6, cô đã làm ầm lên đòi từ Vĩ Thành mua nó cho cô Mặc dù anh thấy hành vi này thật trẻ con và lố bịch Nhưng anh vẫn tự tay mua con gấu bông này cho cô Giang Nhu đã thích đến nỗi Hầu như đêm nào cũng phải ôm nó đi ngủ Nhưng bây giờ Giang Nhu thậm chí còn không cần ba của nó nữa Đồ khốn nạn Mày cũng biến khỏi đây Giang Nhu nắm lấy tay nó Và đứng dậy mở cửa ném con gấu đi Nhưng vừa mở cửa ra Cô đã nhìn thấy khuôn mặt trìu mến Và trong trẻo của cố hoài dâm Anh ta cười rạng rỡ và trực tiếp vươn tay ôm cô vào lòng nhu nhu anh đã về rồi vào khoảnh khắc anh ta ôm cô thang máy phía sau anh ta mở ra hình bóng từ vĩ thành dần hiện ra trong tầm mắt cô con gấu bông trên tay cô rơi xuống gây ra một tiếng động không hề nhẹ nhu nhu sao vậy cố hoài sâm nhẹ giọng hỏi lúc này cả người cô cứng nhắc sang nhu không thể nói cũng không thể đưa tay lên đẩy anh ta ra chỉ có thể ngây người nhìn từ vĩ thành đang lạnh lùng nhìn về phía cô. Cố Hoài Sâm cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, buông cô ra và quay đầu về phía sau. Sau khi ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi giói của anh ta nhìn thấy Từ Vĩ Thành, bỗng nhiên thu lại. Mà trong mắt Từ Vĩ Thành lúc này tựa hồ tràn ra sự lạnh lẽo đến mức có thể đóng ba người đối diện. Giang Nhu dùng mình loạn trọng, lùi lại cố gắng trốn về phía sau và đóng cửa lại. Cố Hoài Sâm chỉ sợ thế giới chưa loạn vì vậy anh ta nắm lấy cổ tay cô giang nhu vô thức nhìn về phía từ vĩ thành khuôn mặt anh tối sầm đến đáng sợ đôi môi mỏng bím chặt thành một đường cô thậm chí có thể cảm giác được lúc này quay hàm anh đang cắn chặt lại để kiềm chế giang nhu từ vĩ thành chỉ gọi tên cô một lần rồi không nói gì nữa như thể bị điện giật theo phản xạ cô hất tay cố hoài sâm ra em không phải anh hiểu lầm rồi em không biết anh ta đứng ngoài cửa Giang Nhu ấp ứng muốn giải thích, nhưng càng lo lắng thì lời nói của cô càng trở nên lộn rộn. Từ Vĩ Thành... Giang Nhu không biết vì sao hai người đàn ông này lại xuất hiện cùng một lúc ở đây. Một người là chồng cũ vừa mới ly hôn, một người là mối tình đầu thủa cô còn trẻ con chưa biết gì. Tuy nhiên, ngay cả Chu Đồng cũng nghĩ rằng cô ly hôn Từ Vĩ Thành vì cố hoài Sâm. Tuy nhiên, Từ Vĩ Thành lại tình cờ nhìn thấy cô âu yếm với cố hoài xâm sau khi ly hôn. Giang Nhu thực sự không biết làm gì lúc này. Mấy ngày nay cô quá mỏi mệt, đến mức toàn thân như quỵ xuống. Cô vứt bỏ con gấu và hét vào mặt bọn họ. Tôi không quan tâm, các người muốn làm gì thì làm. Sau khi hét lớn, cô quay người và muốn quay trở lại căn hộ. Nhưng đột nhiên ánh mắt cô chuyển hướng. Vào lúc này, cốt truyện trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết về tổng tài bá đạo và vợ yêu mà cô đọc thời còn đi học. Ngay lập tức xâm chiếm trong tâm trí cô, Giang Nhu đã lợi dụng tình tiết trong tiểu tuyết, giả vờ lảo đảo ngã xuống đất và thậm chí khéo léo để ngã lên con gấu bông cô vừa ném xuống một cách khéo léo. Nếu họ không đỡ cô kịp, thì dù có ngã cũng sẽ không bị đau. Nhu Nhu! Giang Nhu nhắm mắt lại và nghe thấy giọng nói lo lắng hoảng hốt của cố hoài sâm đang gọi cô. Nhưng vòng tay mà cô ngã xuống lại có mùi thuốc lá quen thuộc. Những cánh tay đó khỏe mạnh và rắn giỏi, đỡ cô một cách rắn chắc vào thời điểm cô sắp ngã xuống. Đó là cái ôm của Từ Vĩ Thành. Giang Nhu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và cô nhắm chặt mắt lại cho đến khi vào trong xe. Từ Vĩ Thành nghiêm khắc ra lệnh cho tài xế đến bệnh viện. Cô từ từ mở mắt ra và kéo tay áo anh. Từ Vĩ Thành cúi xuống nhìn cô. Giang Nhu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Em không sao, em chỉ giả vờ thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Giang Nhu, từ vĩ thành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ mắt cô lảng sang một bên chỉ là hiểu lầm thôi em không biết anh ta ở ngoài cửa em vừa mở cửa đã bị ôm lấy chưa kịp đẩy ra thì anh tới em đang giải thích cho anh nếu không thì sao em không thể bị buộc tội ngoại tình không có lý do được giang nhô thẳng thắn nhìn anh ta hơn nữa từ khi chúng em chia tay em cũng không còn liên lạc gì với anh ta nữa nên việc ly hôn cũng không có gì liên quan đến anh ta em đang che chở cho cậu ta. Anh đang nói cái gì? Em chỉ nói sự thật thôi. Giang Nhu, em đừng lừa tôi. Từ Vĩ Thành thanh âm rất lạnh lùng. Nếu đã không có việc gì thì chúng ta xuống xe. Trái tim cô nhói lên trong giây lát. Cô không khỏi cắn môi nhìn anh. Gương mặt nghiêng của anh cũng rất ưa nhìn. Đường quay hàm gọn, đầy nam tính. Giang Nhu đặc biệt thích hôn vào yết hầu anh. Đặc biệt là khi cùng anh làm tình. Bất cứ khi nào cô hôn và khẽ cắn vào yết hầu của anh, anh sẽ cực kỳ phấn khích và hung dữ. Chỉ là bây giờ khi nghĩ đến đôi môi đó đã từng hôn Lâm Bạch Lộ vào đêm đó, cô lại cảm thấy có chút chán ghét. Giang Du đưa tay ra mở cửa xe bước xuống, không nói gì cũng không quay đầu lại. Vì vậy cô cũng không biết từ Vĩ Thành nhìn theo bóng lưng cô từ trong xe cho đến khi bóng dáng cô biến mất, ánh mắt anh vẫn chưa hề thu lại. Tâm trạng cô liên tục xuống dốc suốt một tuần kế tiếp. Trong khoảng thời gian này Cố Hoài Sâm cố liên lạc hẹn gặp cô Nhưng cô vẫn từ chối tất cả Giang Nhu không ra ngoài cho đến khi ăn noãn tìm cô đi mua sắm và uống trà chiều. Hai người bọn họ điên cuồng mua sắm quần áo và túi sách. Quả nhiên, chỉ có đi mua sắm mới là thứ khiến cho phụ nữ vui vẻ. Giang Nhu gọi một ly trà sữa khoai môn, cầm ống hút và hút một ngụm lớn. Đột nhiên, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước mắt cô. Giang Nhu nhìn lên và Lâm Bạch Lộ cũng nhìn cô với vẻ xin lỗi. Giang Nhu Lâm Bạch Lộ khẽ gọi tên cô. Giang Nhu nhìn cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, trang điểm cũng rất nhẹ, không quá xinh đẹp, nhưng rất dịu dàng, thanh tú, phù hợp với sở thích của đàn ông. Nhưng cô cũng không biết gì về cô ta, cũng như lý do cô ta tìm cô. Có chuyện gì sao? Tôi có thể nói chuyện với cô được không? Không. Giang Nhu, tôi biết cô rất hận tôi, thanh âm Lâm Bạch Lộ có chút run rẩy. Cô mới nói tổng cộng có năm từ mà cô ta đã khóc. Đừng đừng, nếu cô ta khóc, chẳng phải từ vị Thành sẽ bay đến bóp cổ cô sao? Giang Nhu vội vàng đặt ly trà sữa xuống và đổi giọng nhiệt tình. Cô Lâm, cô muốn nói chuyện gì với tôi? Bên kia không có người, tôi với cô qua đó. Đôi mắt Lâm Bạch Lộ đỏ hoe và cô ta gật đầu với cô, tựa như một chú thỏ nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn. Được, tôi nghe lời cô. Giang Nhu và An Noãn nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương hiện lên mấy chữ tôi xin lỗi. Không thể trách Từ Vĩ Thành quan tâm Lâm Bạch Lộ nhiều như vậy, chỉ cần là đàn ông đều sẽ thích hình mẫu bạch liên hoa thanh tú mong manh như vậy. Trái tim cô chua xót, có lẽ Từ Vĩ Thành đã cảm thấy rất buồn cười lúc cô giả vờ ngoan ngoãn như vậy. Hãy nhìn Lâm Bạch Lộ biểu hiện tự nhiên tinh tế như thế nào, thì cô chỉ cảm thấy mình thật buồn cười bấy nhiêu Giang Nhu không thể không nói rằng kết hôn với Từ Vĩ Thành 2 năm nhiều lần gây phiền phức cho anh vô cớ vì vậy Từ Vĩ Thành không thích cô cũng đúng. Đi theo phía sau Lâm Bạch Lộ từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển trên đôi giày cao gót giống như đóa sen trắng mỏng manh lung lay. Nhìn bản thân quần sóc áo phông tóc búi cao giống như là sinh viên đại học không trưởng thành. Than ôi! Đôi vai cô rũ xuống bước đi chậm chạp. Tuy nhiên, chỉ cần có sự thiên vị trong tình yêu thì dù cô có ăn mặc sang trọng hào nhoáng đến đâu, thì từ Vĩ Thành cũng không thèm nhìn đến. Vì vậy cứ là chính mình, ít ra như vậy cô cũng sẽ cảm thấy tự do hạnh phúc. Giang Nhu, tôi biết cô cùng Vĩ Thành ly hôn là vì tôi. Ngay khi Lâm Bạch Lộ dừng lại, cô ta vào luôn chủ đề. Chết tiệt, trong đầu cô lại theo thói quen, chạy một loạt các tình tiết trong chuyện tổng tài. Giang Nhu mỉm cười. Ừ là do cô. Lâm Bạch Lộ dững dờ một chút, nhưng ngay sau đó cô ta nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giang Nhu, đừng hiểu lầm. Tôi và Vĩ Thành chỉ là bạn học cũ. Anh ấy giúp tôi nhiều như vậy cũng chỉ vì giao tình bạn học. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi đã từng ở bên nhau thì đó cũng là chuyện rất lâu rồi. Cô thực sự không cần lo lắng về điều đó. Cô đột nhiên cùng anh ấy ly hôn. Trong lòng tôi rất ai náy. Nếu là vì tôi mà cãi nhau, tôi đáng chết. Vậy nếu cô nói là sự thật Thì sao cô lại thân thiết với người đàn ông đã có gia đình Nếu cô cảm thấy có lỗi Tại sao lại để anh ta ở cùng cô Chẳng lẽ có mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình rất kích thích hay sao Lâm Bạch Lộ lại sửng sốt Giang Nhu, cô hiểu lầm rồi Hiểu lầm Chả nhẽ hai người chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm Tôi, tôi chỉ là tâm trạng không tốt Nên sau khi ly hôn mới trở về thành phố A và Vĩ Thành lo lắng nên mới bảo vệ quan tâm tôi thôi. Những giọt nước mắt trong mắt Lâm Bạch Lộ chảy xuống. Giang Nhu, đừng hiểu lầm tôi. Tôi và Vĩ Thành là vô tội. Chúng tôi không làm gì cả. Hơn nữa nếu mối quan hệ của chúng tôi như cô nghĩ thì ngay từ đầu chúng tôi đã kết hôn rồi. Giang Nhu, sự nghiệp của anh ấy đang trên đà phát triển nên rất bận rộn. Cô không nên gây rắc rối cho anh ấy vào lúc này. Cô cũng đã 25 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Vĩ Thành từng nói cô còn trẻ nên không biết gì. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn với anh 2 năm rồi. Cô nên biết điều đi. Lâm Bạch Lộ đã thuyết phục cô một cách rất nghiêm túc. Nếu cô không biết rằng cô ta là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống hôn nhân của cô, có lẽ cô sẽ rất cảm động. Bà Giang thậm chí còn không đủ kiên nhẫn thuyết phục cô như vậy. Cô nói xong chưa? Còn muốn nói gì không? Nếu hết rồi tôi sẽ đi trước. Giang Nhu, tôi chỉ là có ý tốt mà thôi, tôi không muốn nhìn thấy hai vợ chồng hai người cãi nhau vĩ thành là người rất quan trọng với tôi tôi chỉ hy vọng anh có được hạnh phúc tôi và từ vĩ thành đã nhận được giấy ly hôn rồi cô muốn anh ấy hạnh phúc bây giờ có thể điền tên bước vào nhà anh ấy cô lâm từ vĩ thành nhất định sẽ rất vui khi cùng cô kết hôn và mẹ anh ấy chắc cũng mong muốn điều này cô và em gái anh ấy có mối quan hệ tốt như vậy thì chắc chắn khi bước vào đó sẽ không có khó khăn gì một gia đình hạnh phúc mọi việc tốt lành nhanh lên cô lâm gia nhập và gia đình họ hoàn thành tâm nguyện của cô tôi chỉ có thể chúc mừng cô trước thôi chúc mừng bà từ giang nhu vẫn nở nụ cười nhìn cô ta nhưng bàn tay sau lưng cô đã bị véo đến thật chặt lòng bàn tay nhói lên đau đớn khiến cô duy trì tỉnh táo để không khóc trước mặt bạch lộ từ vĩ thành tên khôn đó lại ở trước mặt lâm bạch lộ gọi cô là đùa vô dụng phải cô non nớt ngây thơ thiếu hiểu biết nhưng ai bảo anh lấy cô? Ai bắt anh sẽ hứa đối với cô thật tốt, chăm sóc cô thật tốt, để cô được hạnh phúc không bao giờ phải lo lắng về sau. Trước khi kết hôn, anh theo cô đến trước mộ mẹ của cô quỳ xuống, hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sau này lại chính anh nói không thích cái tính trẻ con của cô. Kể từ 2 năm kết hôn với anh, ngày nào cũng nấu bữa sáng, giúp việc nhà, thậm chí còn giặt quần áo cho Từ Vĩ Thành và dọn dẹp phòng cho anh. Cùng mẹ chồng xách túi đi chợ, đánh bài rót nước, cùng bố chồng đi khám bệnh, học nấu canh. Mỗi khi anh uống nhiều rượu cảm thấy khó chịu, cô sẽ nấu canh giải rượu. Khi anh đi công tác suốt một tháng, dù có nhớ anh đến phát khóc, cũng không dám nhắn tin gọi điện sợ làm phiền anh. Sau hai năm kết hôn, thời gian anh về nhà ít ỏi đến đáng thương. Thế giới của cô dần thay đổi mọi thứ, đều chỉ xoay quanh anh, rồi đến gia đình anh. Dù họ có đối xử với cô tệ đến mức nào, cô đều có thể chịu đựng chỉ vì yêu từ vĩ thành một tình yêu mù quáng đến ngu ngốc thi thoảng sự làm nũng cố chấp cũng chỉ vì muốn được sự quan tâm yêu thương ít ỏi đến từ anh nhưng lúc nào anh cũng thờ ơ trừ thời điểm lên giường nói vài câu ngọt ngào thì khi xuống khỏi giường anh lại quay trở về bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng của người kinh doanh làm thế nào mà cô có thể không mẫn cảm không trưởng thành lên hơn hai năm kết hôn số lần hạnh phúc chỉ được đếm trên đầu ngón tay Bây giờ cô quyết định ly hôn Thậm chí đến những món quà của anh Cô cũng đã không cần nữa rồi Vì sao bây giờ cô phải tức giận như vậy chứ Còn nếu Lâm Bạch Lộ Vẫn tiếp tục khiêu khích cô như thế này Cô thực sự sẽ không ngại phát điên Cho cô ta biết như thế nào là lễ độ Nhưng Lâm Bạch Lộ Đã không cho cô có cơ hội này Có lẽ những lời cô nói vừa nãy Chọc thủng tâm tư cô ta Sắc mặt cô ta tái nhợt Khóc lóc thảm thiết Cô đau đầu chỉ biết quay đầu cầu cứu an noãn lâm bạch lộ giơ tay đưa về phía cô cô vô thức nghĩ rằng cô ta sẽ đánh cô nên theo phản xạ đẩy cánh tay cô ta ra cuối cùng cô ta lạng choạng và ngã xuống thấy vậy an noãn vội vàng chạy tới hai người bọn họ định đỡ cô ta dậy nhưng lâm bạch lộ đã che bụng dưới và khẽ rên rỉ giang nhu làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi tôi đang mang thai an noãn lập tức nhìn cô khi nghe thấy điều đó sau một lúc dưỡng giờ cô cũng nghĩ tới một chuyện từ Vĩ Thành và cô ta đã không nối lại tình cũ vào đêm hôm đó, mà là vào năm ngoái thời điểm sinh nhật cô. Năm nay Từ Vĩ Thành cũng đi nước ngoài. Từ Vĩ Thành đã rất chăm chỉ để giúp Lâm Bạch Lộ xử lý vụ ly hôn, thậm chí là góp rất nhiều tiền bạc công sức vào việc đó. Vì vậy đứa trẻ trong bụng Lâm Bạch Lộ có thể là của anh. Tất cả sự mạnh mẽ thờ ơ, cô dựng lên từ lúc ly hôn đến giờ, hoàn toàn sụp đổ. Giang Nhu đứng im lặng trước mắt mở đi, An Noãn vô cùng sợ hãi Lên tục lay cô Nhu nhu, nhu nhu, đừng làm tớ sợ Muốn khóc thì cứ khóc đi Đừng như vậy mà nhu nhu Nước mắt cô giàn ruộng Cổ họng như bị bóp nghẹn Cô không thể khống chế nước mắt Cũng không thể nói được lời nào Nó bóp chặt đến mức cô dường như không thể thở nổi Trái tim cô như bị xé nát Đau nhói dữ dội Cô không dám nghĩ về hình ảnh đó Hay việc từ Vĩ Thành trông như thế nào Ở trên giường Lâm Bạch Lộ cô không dám nghĩ đến việc anh đã hôn và nói những lời yêu như thế nào khi ở bên cạnh lâm bạch lộ xe cấp cứu đưa lâm bạch lộ đến bệnh viện bên cạnh là y tá đang hỏi han săn sóc có lẽ do vừa nãy uống nước lạnh bụng dưới của cô cũng cảm thấy khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh khi thấy vệt máu đỏ trên quần lót cô nghĩ đó là kỳ kinh nguyệt nên lấy miếng băng vệ sinh dự phòng dán vào khi giang nhu từ phòng vệ sinh trở ra bắt gặp từ vĩ thành đang trong trạng thái vội vã giải bước ra từ phía thang máy bước về phía phòng khám bóng lưng lộ rõ sự lo lắng và hồi hộp giang nhu đột nhiên đứng không vững dựa vào tường mãi cho đến khi bóng dáng của từ vĩ thành biến mất cô mới quay đầu lại thẫn thờ rời đi trên đường về cô nhận được cuộc gọi từ ba giang nhu nhu con cùng vĩ thành con thích cậu ta như vậy sao lại ly hôn giọng của ba giang lộ rõ vẻ mệt mỏi dựa vào Vĩ Thành mấy năm nay, công việc kinh doanh của bà mới miễn cưỡng duy trì được. Bây giờ con ly hôn với nó, vậy một số dự án kết hợp giữa hai công ty có lẽ sẽ không thể tiếp tục được nữa. Bà giờ đã mất đi 20 tỷ. Nhu nhu, con nói xem ba phải làm sao đây? Giang Nhu đứng trên đường nhìn mặt trời chiếu thẳng xuống đầu. Nếu một người không còn tình yêu, thì dù cố gắng làm gì cũng đều trở nên vô ích. Cô được 20 tỷ từ việc ly hôn và bây giờ nó lại khớp với khoản lỗ mà ba giang đang phải chịu dù có làm gì thì nếu không có con rể từ vĩ thành thì công việc kinh doanh của ba giang cũng sẽ thất bại thảm hại giang nhu không đành lòng nhìn ông phải chạy vậy vay mượn khắp nơi nên quyết định nộp hồ sơ đi xin việc cô học thiết kế tại trường học nhưng vì ít kinh nghiệm nên hầu hết các hồ sơ xin việc của cô đều bị từ chối may mắn thay sự may mắn ít ỏi còn sót lại của cô vẫn giúp cô vào làm tại một công ty quảng cáo nhỏ tuy nhiên mức lương khởi điểm thực tập khá thấp lại kèm theo công việc khá vất vả ba giang thương cô từ còn nhỏ mẹ cô mất sớm ông cũng không chịu lấy vợ kế sợ cô bị hành hạ một mình nuôi cô khôn lớn không nỡ để cho cô chịu dù chỉ là một chút uất ức nhỏ công việc dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng chỉ là nỗi đau trong lòng thực sự rất khó để làm lơ nó đặc biệt từ nhạc hoa đã tìm mọi cách để gửi hình ảnh cho cô thông qua người khác tất cả đều là ảnh chụp trên tài khoản mạng xã hội của Lâm Bạch Lộ. Trong đó có một bức ảnh, Lâm Bạch Lộ lấy tay để ở bụng mỉm cười dịu dàng. Dòng chữ kèm theo là Con bình an vô sự, may mắn là luôn có anh bên cạnh em. Em rất biết ơn vì có một người như vậy trong đời. Một tình yêu như vậy, người đã luôn ở bên và đồng hành cùng em. Giang Nhu đã chặn tài khoản đó với một gương mặt vô cảm. Sau đó, mọi cảm giác buồn chồn lo lắng suốt thời gian qua đã dừng lại một cách khó hiểu. Giang Nhu tuyệt vọng bắt đầu làm thêm giờ, không muốn để những suy nghĩ lung tung đó cuốn lấy. Nhưng lúc giữa giờ khi chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước, cô bất ngờ ngất xỉu. Thời điểm được đưa đến bệnh viện, cô có tỉnh lại giữa đường, gọi an noãn và bảo cô ta đi cùng cô. Khi bác sĩ kiểm tra và thông báo cô đã có thai 5 tuần rồi, cô đã rất sửng sốt. An noãn kích động đến mức muốn gọi cho từ Vĩ Thành. Giang Nhu nắm chặt tay cô ta, đến bản thân cô còn không là gì trong mắt anh, huống chi là đứa con này. Từ vị thành không yêu cô, thì tất nhiên cũng sẽ không yêu đứa con này. Nói với anh, anh sẽ chỉ nghĩ cô bắt trước lâm bạch lộ. Đúng vậy, anh sẽ chỉ nghĩ rằng cô bắt trước lâm bạch lộ, kể cả việc mang thai. An Noãn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô khẽ rơi nước mắt. Cô muốn an ủi An Noãn, nhưng khi vừa mở miệng, nước mắt cô cũng trào ra. Cô không muốn đứa bé này. Cô không muốn nó cũng giống như cô Không được lớn lên trong tình yêu trọn vẹn Nhưng cô cũng không nữa, Dù sao nó cũng là cốt nhục giữa cô và Từ Vĩ Thành Nếu như là con gái Liệu anh có yêu thương nó chút nào không? Giang Nhu ôm chặt bụng dưới cuộn tròn lại Không dám, không dám nghĩ đến nữa Cố Hoài Sâm đến gặp cô trong bệnh viện Có lẽ An Noãn đã nói với anh ta Khi nhìn thấy cô Anh ta ngỏ ý sẵn sàng nhận chăm sóc cả cô và đứa bé nếu cô đồng ý quay lại với anh ta nhưng cô đã từ chối mà không cần suy nghĩ nhu nhu em thật sự không muốn tha thứ cho anh sao cố hoài sâm đứng bên cạnh giường đau lòng nói cố hoài sâm khi đó tôi đã nói với anh trong cuộc đời này tôi ghét nhất là bị phản bội và bỏ rơi khi anh lén lút qua lại với giản lan ở sau lưng tôi anh cũng nên biết sẽ có ngày này nhu nhu mấy năm nay anh thực sự rất hối hận giang nhu lắc đầu Trở về đi, cố hoài dâm, chúng ta thực sự không thể. Cố hoài dâm từ từ đưa tay lên che mặt. Từ Vĩ Thành biết tính tình của cô, cô không thể chấp nhận một hạt cát lọt trong mắt, nên đây cũng là lý do cô ly hôn với Từ Vĩ Thành. Cố hoài dâm rời đi không bao lâu, cửa phòng bệnh lại mở ra. Giang Nhu không mở mắt ra, mệt mỏi nói. Cố hoài dâm, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, tôi không thể quay lại với anh. Nhưng không ai trả lời cửa phòng đóng lại. Giang Nhu chợt mở mắt và nhìn về phía cửa. Từ Vĩ Thành đang đi tới, anh vẫn mặc bộ vest đen, chiếc áo sơ mi, chiếc cà vạt hay chiếc tắt lưng cô đã chọn. Từ Vĩ Thành vẫn đeo kính, có lẽ vừa về từ công ty, trên gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Từ Vĩ Thành dường như gầy hơn, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn. Giang Nhu quay mặt đi, cô biết chắc anh lại thức khuya và cuộc sống của anh cũng không còn theo quy luật. An à, Noãn nó nói em bị ốm phải nhập viện. Anh đến ngồi xuống nắm tay cô một cách tự nhiên. Giang Nhu đang được truyền dịch, bàn tay cắm kim tiêm rất lạnh. Từ Vĩ Thành nắm chặt tay cô, cau mày lại. Sao lại lạnh như vậy? Giang Nhu nhắm mắt lại muốn rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt lại. Nhu Nhu. Từ Vĩ Thành gọi tên cô, sống mũi cô chợt cảm thấy ê ẩm. Ngay cả khi cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không chịu khống chế muốn trào ra công ty đang rất bận rộn trong thời gian này em biết đó giang nhu không trả lời từ vĩ thành vẫn tiếp tục nói nhưng anh luôn không có tâm trạng làm việc nhu nhu mấy hôm nay anh không đến tìm em vì anh đang suy nghĩ xem lý do vì sao em muốn ly hôn giang nhu vẫn không muốn nói nước mắt cứ trào ra lúc đầu anh nghĩ do cố hoài dâm nên em muốn ly hôn nên trong lúc tức giận anh đã đồng ý trong giọng nói anh thậm chí còn có chút ai náy cô không khỏi mở to hai mắt nhìn. Từ Vĩ Thành... Anh biết, nhô nhô, là lỗi của anh, là anh đã không hiểu rõ vấn đề. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Giang nhô lắc đầu nguê nguẩy. Anh không hiểu và cũng sẽ không biết lý do thật sự cô muốn ly hôn. Cô đúng là một người cố chấp, càng không thể chịu đựng một hạt cát trong mắt. Cô thả phá bỏ, chứ không chấp nhận sống tạm bỡ với loại chuyện này. Hai năm kết hôn, anh đã bỏ bê em Bỏ bê nhiều thứ Giang Nhu vẫn lắc đầu Không phải vì công việc Cô không phải đứa ngốc Làm sao có thể không hiểu sự nghiệp quan trọng như thế nào với người đàn ông Anh đã cử người đưa từ nhà Hoa đi du học Mỗi tháng trong tài khoản con bé chỉ được 500 đô Số còn lại con bé phải tự đi làm để trang trải các chi phí còn lại Giang Nhu sửng sốt Từ Nhạc Hoa là đứa em gái duy nhất của anh Quan hệ anh em hai người rất tốt và anh cũng rất cưng chiều em gái. 500 đô là một số tiền có thể đủ cho sinh viên bình thường trang trải cuộc sống. Nhưng đối với thói tiêu xài xa hoa của từ nhạc hoa còn không đủ mua một cái váy. Nếu em không ly hôn với anh, có lẽ anh vẫn còn đang bị giấu giếm. Vẻ mặt từ Vĩ Thành rất nghiêm túc, nhưng anh nhìn cô tràn đầy ai náy và đau lòng. Thực ra chuyện này cô cũng không thể trách anh. Chỉ cần có mặt từ Vĩ Thành ở nhà, thì từ nhạc hoa sẽ diễn kịch đối xử với cô như chị em thân thiết còn cô vì không muốn anh phân tâm việc trong gia đình nên cũng chưa bao giờ kể về thái độ hai mặt của từ nhạc hoa suy cho cùng những hành động trẻ con đó cũng không mất miếng thịt nào nên cô vẫn nhẫn nhịn thời điểm cô khăng khăng đòi ly hôn thì có lẽ lúc đó việc giả vờ của từ nhạc hoa cũng không cảm thấy cần diễn nữa cô ta đã quá tự mãn mà bộc lộ bản chất thật trước mặt anh trai mình con bé đã trở nên không hiểu chuyện và tôn trọng chị dâu mình từ khi nào? Em có thể nói cho anh biết. Anh không cần phải vậy đâu. Cô ta chỉ không thích tôi là chị dâu và đó cũng không phải chuyện gì lớn. Không thích cũng phải thích, không nhận cũng phải nhận. Vợ anh chỉ có em thôi. Từ Vĩ Thành, nhưng Lâm Bạch Lộ, không phải anh luôn thích cô ta sao? Ai nói với em là anh thích cô ta? Từ Vĩ Thành nhíu mày, không nhịn được đưa tay búng vào giữa lông mày cô. Em nghe mấy thứ nhảm nhí này đâu ra vậy Nhưng anh không những lưu ảnh cô ta trong máy tính Thậm chí là giúp cô ta lo liệu vụ ly hôn Năm ngoái khi tổ chức sinh nhật em Anh còn đi công tác Nhưng chiều lại uống trà chiều cùng cô ta Anh thậm chí còn không nhắn chúc mừng sinh nhật em Em còn không nhận được Khi Giang Nhu nói Giọng nghẹn lại Sự tự trọng và kiêu hãnh của cô Không cho phép cô hỏi những điều như vậy Ảnh tập thể Phải đó là bức ảnh anh lưu trong mục yêu thích trên máy tính cô ta nhìn anh với nụ cười ngọt ngào ý em là cái này từ vĩ thành giơ điện thoại di động ra và bấm vào một bức ảnh cho cô xem đó chính là bức ảnh được lưu trong máy tính của anh giang nhu gật đầu lia lịa chính là cái này từ vĩ thành thực sự bật cười từ vĩ thành rất ít khi cười anh cổ hủ nghiêm túc và lãnh đạm cô lấy anh trong hai năm số lần nhìn thấy anh cười cũng rất ít Giang Du cảm thấy có chút choáng váng. Từ Vĩ Thành tháo mắt kính ra, cười lắc đầu, sau đó đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán cô. Đồ ngốc! Những câu mắng ngốc của anh cùng với những lời nói sau đó khiến cho cô choáng váng. Hãy nhìn kỹ bức ảnh này lần nữa, ai ở đằng sau, góc bên trái. Khi nghe điều đó, cô vội lau nước mắt và mở to mắt ra để xem. Ở góc bên trái, hình như có một cặp đôi chụp ảnh, cô gái nhuộm tóc xanh đen mặc áo vest và váy xếp ly, trông rất nóng bỏng. Chàng trai bên cạnh thì cao giáo, đẹp trai và rất hợp thời trang. Hai người họ trông rất dễ thương và xứng đôi. Nhưng điều cô không ngờ tới là Đó là em. Giang Nhu sững sờ Sao có thể có cô trong bức ảnh này? Đợi đã, người bên cạnh cô hình như là cố hoài dâm. Đây hẳn là khoảng thời gian cô học đại học và hẹn hò với cố hoài dâm. Giang Nhu bàng hoàng và ngạc nhiên từ Vĩ Thành Chuyện gì đang xảy ra thế này Anh về trường có chút việc vặt Lúc đi dạo ngoang qua sân chơi Anh nhìn thấy em Định qua chào hỏi Nhưng bạn trai của em đã tới Giọng từ Vĩ Thành rất nhỏ Nhưng cô có thể nhận ra sự chua xót trong đó Anh đừng nói nhảm Em khi đó không có quen biết anh Chúng ta chỉ biết nhau vào thời điểm xem mắt Anh đừng có mà định lừa gạt em Từ Vĩ Thành đột nhiên nhìn cô chằm chằm. Giang Du, là em thất hứa trước là em đã quên anh giang nhu hoàn toàn hoang mang nhưng sự tức giận của từ vĩ thành chỉ thoáng qua rồi lại trở về sự lãnh đạm thường ngày không nhớ cũng không sao em nghỉ ngơi cho tốt đi từ vĩ thành giang nhu vô thức nắm lấy tay áo anh một cách ỉ lại nhưng đột nhiên cô nhận ra rằng hai người bọn họ đã ly hôn giang nhu vội buông tay từ vĩ thành giơ tay lên nhìn đồng hồ anh phải quay lại tham dự một cuộc họp quan trọng em thành thật ở lại bệnh viện đi chiều anh sẽ đến đón em trước khi đi sẽ ghé qua bác sĩ kiểm tra lại nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi cô không kìm được từ vĩ thành lâm bạch lộ cô ta có thai thật sao từ vĩ thành liếc nhìn cô đúng vậy tim cô đập thình thịch ngồi trên chiếc giường bệnh mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cô trông gầy đi lạ thường từ vĩ thành ánh mắt nhu hòa anh đi tới xoa nhẹ đầu cô nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều nữa con của cô ta giang nhu muốn hỏi đó có phải là con của anh không nhưng điều đó quá khó khăn để nói hôm đó cô ta được đưa đến bệnh viện kịp thời đứa bé không sao em đừng lo lắng cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không liên quan đến em từ vĩ thành nghĩ cô lo lắng cho đứa trẻ trong bụng của lâm bạch lộ sao giang nhu tức giận không muốn nói chuyện liền đẩy anh ra mau đi họp đi sắp muộn rồi đó từ vĩ thành có lẽ rất vội nên cũng không nói gì thêm chỉ dặn cô nghỉ ngơi tốt rồi rời đi ngay giang nhu bối rối đến mức không thể ở lại bệnh viện lâu hơn nữa đặc biệt chiều anh lại muốn đưa cô đi khám lại và cô cũng không muốn anh biết chuyện cô có thai giang nhu liền đổi quần áo và trở về nhà có lẽ do quá mệt mỏi thời điểm đầu thai kỳ cô đã ngủ thiếp đi sau khi tắm và nằm trên giường khi tỉnh lại cô nghe thấy tiếng động bên ngoài nên vội chạy ra xem em tỉnh rồi từ vĩ thành đứng bên bàn ăn nhìn cô từ vĩ thành mặc chiếc áo sơ mi với chiếc quần dài thông thường chân dài eo thon càng lộ rõ hơn không mang dép vào từ vĩ thành đi tới nhìn bàn chân trần của cô trên mặt đất khẽ cau mày quay người lại lấy dép khi anh quỳ xuống đi dép cho cô cô thì thầm tên anh từ vĩ thành hả cái đêm lâm bạch lộ về nước hai người có ở cùng nhau anh xỏ dép cho cô xong khẽ kéo cô ngồi xuống bàn ăn lúc này mới nói giang nhu anh ở công ty tăng ca cả đêm anh không lừa em anh chưa bao giờ nói dối em anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cô giang nhu em không bao giờ tin tưởng anh năm ngoái sinh nhật em anh đã nói đi công tác chuyến công tác là thật gặp cô ta chỉ là tình cờ khi đó bọn anh gặp nhau Cô ta nhờ anh giới thiệu luật sư giúp cô ta ly hôn Sau đó thi thoảng bọn anh mới liên lạc Giang Nhu không biết nên tin ai Khi anh nói điều này Cô không thể không tin Nhưng trang cá nhân của Lâm Bạch Lộ Những bức ảnh và câu nói đó Họ đang muốn chứng minh điều gì Giang Nhu chợt nghĩ ra một chuyện Lập tức đứng dậy đi lấy điện thoại Giang Nhu đã lưu tất cả ảnh chụp màn hình Từ nhạc hoa đã gửi cho cô lúc đó Mặc dù rất khó chịu nhưng cô vẫn click vào những hình ảnh đó. Vậy thì những bức ảnh này là gì? Giang Nhu mở hình ảnh chụp màn hình cho Từ Vĩ Thành xem. Sau khi đọc nó, anh không nói gì, nhưng lại lấy điện thoại di động ra. Giang Nhu nhìn anh nhấp vào tài khoản mạng xã hội của Lâm Bạch Lộ. Vòng kết nối bạn bè của Lâm Bạch Lộ xuất hiện trong nửa năm gần đây. Nhưng những bức ảnh cô dơ ra vừa nãy không hề xuất hiện. Rõ ràng khi cô ta đăng nó đã cố tình chặn Từ Vĩ Thành lúc này trong lòng cô đã hiểu điều gì đó cho dù từ vĩ thành không có ý gì với lâm bạch lộ nhưng chắc chắn cô ta có tình cảm với anh khi hai người bọn họ gặp nhau vào hôm đó thời điểm cô hỏi lý do vì sao cô ta lại ở với người đàn ông đã có gia đình suốt một đêm cô ta đã sửng sốt nhưng vẫn nương theo điều đó nói mà không hề phủ nhận bây giờ nghĩ lại từ vĩ thành không hề nói dối cô đêm đó anh không ở cùng lâm bạch lộ vẻ mặt từ vĩ thành có chút lo lắng Đàn ông rõ ràng rất ghét những người phụ nữ dở trò như thế này sau lưng anh ta. Có lẽ cô ta chỉ muốn nối lại tình xưa với anh. Rốt cuộc cô vẫn không thể ngăn được sự chua xót khi nói điều này. Dù sao từ Vĩ Thành và Lâm Bạch Lộ cũng là bạn học thời đại học. Và từ nhạc hoa nói rằng họ cũng từng có khoảng thời gian yêu nhau trong quá khứ. Nối lại tình xưa sao? Từ Vĩ Thành nhìn cô có chút không hài lòng. Hồi đại học, Cô ta và bạn thân anh là một đôi, chính là người đứng bên cạnh cô ta trong ảnh. Giang Du, anh sở dĩ giúp cô ta cũng là vì tầng quan hệ này. Từ Vĩ Thành nhìn cô thật sâu. Sau đó cậu ấy chết, trước khi ra đi, cậu ấy đã nhờ anh chăm sóc tốt Lâm Bạch Lộ. Chồng cô ta ở Hoa Kỳ đã ngược đãi và ngoại tình sau lưng cô ta trong khi mang thai. Đó là lý do vì sao cô ta muốn mượn luật sư giỏi nhất, chuyên xử lý các vụ pháp lý của công ty để chống lại trong vụ kiện xuyên quốc gia đó. Giang Nhu có chút hối hận và ai náy. Thực xin lỗi, từ Vĩ Thành, em còn tưởng rằng cô ta mang thai con của anh. Em cả ngày nghĩ cái gì vậy? Từ Vĩ Thành tự hồ bị chọc giận, nhéo mặt cô. Giang Nhu, một mình em đã đủ áp chế anh, làm gì còn tâm trí hơi sức để ý người khác. Giang Nhu hơi đau khi bị anh nhéo, và cô không tin những lời anh nói. Rõ ràng là em không thể chịu nổi anh... Cách anh nhìn cô dần thay đổi Giang Nhu đột nhiên có chút sợ hãi Vô thức che bụng dưới Kể từ khi ly hôn Đã lâu cô và anh không ân ái với nhau Cô thực sự biết rằng anh có nhu cầu cao trong khoản đó Em không muốn Chúng ta còn chưa ăn tối mà Từ Vĩ Thành trực tiếp bế cô đi về phía phòng ngủ Tim cô bắt đầu đập thình thịch Khi anh đặt cô xuống giường Rồi dùng một tay cởi khuy áo của cô Không kìm được cô ôm eo nhỏ của anh Và dụi mặt vào khẽ thủ thỉ từ Vĩ Thành Trong bụng em có đứa nhỏ Hiện tại anh đừng làm loại chuyện này có được không Ngón tay đang cởi khuy áo của anh Bỗng ngừng lại Giang Nhu nằm trong lòng từ Vĩ Thành khẽ cắn môi dưới lại Cánh tay đang ôm eo anh Cũng tự dưng xoắn vào nhau Nhu nhu Bàn tay anh đưa xuống ấn nhẹ vào gáy cô Từ Vĩ Thành Em không bắt chước Lâm Bạch Lộ Và càng không thể bắt chước cô ta việc mang thai Chính anh bắt nạt em mới khiến em có em bé giang nhu dựi vào lòng từ vĩ thành mùi hương sự ấm áp của cái ôm mà cô hàng đêm mong nhớ đến phát điên khi nghĩ về nó đêm cuối cùng hai người bọn họ ở bên nhau bao cao su trong nhà đã dùng hết anh thận trọng và cưng rắn trong việc sử dụng biện pháp an toàn nhưng vì lý do nào đó đêm đó anh lại cực kỳ mạnh mẽ độc đoán lần đầu tiên không sử dụng biện pháp an toàn dù biết rằng đó là khoảng thời gian an toàn của cô nhưng luôn có những bất ngờ ngoài ý muốn Tại thời điểm này cô nghĩ lại, đó là khoảng thời gian Cố Hoài Sâm chia tay Giản Lan và quay trở về nước, đó là lý do vì sao đêm đó anh lại bất chấp như vậy, đó là do sự ghen tị. Trong lòng cô có chút ngọt ngào nhưng lại sợ đắm chìm vào trong đó. Cho nên lần khó chịu này là do em mang thai. Từ vĩ thành xoa gáy cô, vuốt ve mái tóc dài, tấm lưng gầy guộc của cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Em cảm thấy không khỏe và ngất đi khi tới bệnh viện em mới biết là mình có thai. Tại sao em không nói với anh? Em lúc đó còn giận anh, cho rằng anh cùng Lâm Bạch Lộ có con... Giang Nhu. Từ Vĩ Thành vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Em rốt cuộc chưa hiểu rõ sao? Cái gì? Anh là chồng của em, những cô gái khác không hề liên quan đến anh. Từ Vĩ Thành, vậy anh nói cho em biết, anh lấy em là vì thích em sao? Giang Nhu hoàn toàn bối rối, chỉ cần từ Vĩ Thành cho cô ít mật ngọt, cô sẽ lại ngốc nghếch đi theo anh, thậm chí bị bán còn vui vẻ đem tiền cho anh. Tất nhiên là không rồi. Những lời của từ Vĩ Thành đã đánh thức cô khỏi giấc mơ. Bởi vì em ngốc đó. từ Vĩ Thành có vẻ bất đắc dĩ. Giang Nhu, hồi nhỏ em có sốt cao đến cháy não không vậy? Một người đàn ông như anh rất có năng lực, gia đình họ từ hiện nay cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của anh ngay cả khi cuộc hôn nhân của anh không được tự do 100%, thì ít nhất quyền chủ động lựa chọn vẫn nằm trong tay anh. Nhà cô mặc dù không nghèo, nhưng so với từ Vĩ Thành cũng không là gì. Vậy vì sao anh lại lấy cô? Công việc của ba Giang cũng phụ thuộc vào anh, và cô thì lại càng không thể giúp ích gì. Giang Nhu đột nhiên nằm lấy tay áo anh. Từ Vĩ Thành, chả nhẽ anh yêu thầm em. Đó là lý do vì sao anh giữ bức ảnh đó, từ Vĩ Thành đột nhiên cúi xuống Cô vừa dứt lời Anh đã ôm lấy mặt cô rồi hôn xuống Giang Nhu muốn nói thêm gì đó Thì anh lại càng hôn sâu hơn Cô nhanh chóng bị nụ hôn của anh Làm cả người mềm nhũn Đầu óc ngừng hoạt động Tất nhiên đến cuối cùng hai người bọn họ không làm gì cả Giang Nhu úp mặt xuống gối mặt đỏ bừng Còn Từ Vĩ Thành thì đi tắm nước lạnh Nghe tiếng nước chảy róc rách Nghĩ đến chuyện vừa rồi cô không kìm nén được Vui sướng cười khúc khích Ngày thứ hai từ Vĩ Thành đưa cô đi khám khoa sản. Ngay khi hai người bọn họ đến khoa phụ sản, cũng bắt gặp Lâm Bạch Lộ cũng đến khám. Mắt cô ta sáng lên, nhưng khi nhìn thấy cô bên cạnh lại ảm đạm ngay tức khắc, tỏ vẻ đáng thương. Vĩ Thành nhưng cô ta sớm thay nó bằng một nụ cười dịu dàng rồi đi về phía hai người bọn họ. Mặc dù cô không thích cô ta cho lắm, nhưng lúc đấy Từ Vĩ Thành ôm eo cô nên cho dù Lâm Bạch Lộ có xuất hiện, ý đồ có không hề đơn giản thì cô cũng không có gì phải tức giận giang nhu vốn không phải là người thích quan tâm đến mọi thứ tuy cô vô tâm hay bất cần có lúc cũng hơi ngu ngốc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô dễ bị bắt nạt lâm bạch lộ giả vời coi như cô không tồn tại chỉ nói chuyện riêng với từ vĩ thành vĩ thành mấy ngày nữa các bạn đại học sẽ tổ chức họp lớp anh có tham gia không nói mới nhớ dù sao bạn cũ đã mấy năm không gặp lại rồi chắc là không đi Sao vậy? Có phải do công ty bận quá không? Nhu Nhu đang mang thai Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy Từ Vĩ Thành cười hờ hững với cô ta Còn gì nữa không? Giờ tôi với Nhu Nhu phải đi khám thai Lâm Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch Hiển nhiên cô ta cũng không ngờ tới Sẽ phát sinh chuyện như vậy Cho nên sửng sốt rất lâu Đến mức không thể nói lời nào Từ Vĩ Thành trực tiếp đưa cô đến phòng khám Lâm Bạch Lộ sững sờ gọi lại Vĩ Thành, anh không phải đã ly hôn sao vậy giang nhu cô ta ấp ống cố tình không nói hết đây thực sự là thủ đoạn quen thuộc của cô ta giang nhu không nói lời nào từ vĩ thành đem chuyện của lâm bạch lộ ra vậy thì anh phải tự mình mà giải quyết cô muốn nói cái gì hay cô cho rằng từ vĩ thành tôi ngu xuẩn đến mức có thể bị người khác thao túng lời nói của từ vĩ thành có chút nặng nề em không có ý như vậy em chỉ sợ anh bị lừa lâm bạch lộ lại bày ra vẻ mặt sắp khóc giang nhu lắc đầu chậm rãi mở miệng đúng là chúng tôi nên lo lắng về việc bị người khác lừa dối cô có nghĩ vậy không cô lâm giang nhu cô nói vậy là có ý gì tôi yêu vĩ thành nhiều năm như vậy sao có thể lừa dối anh ấy giang nhu không nói chuyện chỉ cười nhìn từ vĩ thành ngay sau khi nói xong lâm bạch lộ cũng biết mình đã lỡ miệng và lập tức tức giận nói đến chuyện này cô và đông hằng là người yêu của nhau khi đông hàng ra đi cậu ấy đã nhờ tôi chăm sóc cho cô những năm qua tôi đã cố hết sức mình có thể cô lâm nhu nhu vừa phát hiện cô ấy có thai không thể tức giận nên mong cô đừng nói những điều không tốt đẹp đó trước mặt cô ấy trong tương lai à nhân tiện đừng đăng những điều dễ gây hiểu lầm trên mạng xã hội của mình nữa sau khi từ vĩ thành nói xong anh trực tiếp dẫn giang nhu vào phòng khám mà không đợi câu trả lời của cô ta khi hai người bọn họ ra ngoài Lâm Bạch Lộ đã rời đi. Sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Từ Vĩ Thành vuốt thẳng tóc cho cô. Giang Nhu, sau này dù có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải nói với anh đầu tiên. Nhưng trước đây anh rất bận rộn, mỗi lần về nhà đều rất khuya. Sáng em thức giấc thì anh đã đi rồi, thời gian em gặp anh đều rất ít. Có lẽ vì điều này nên anh cũng không biết được thái độ gia đình anh đối xử với cô không tốt lắm. Cũng vì chồng cô nên mẹ chồng cô tuy không bằng lòng Cũng chả ưa gì cô Nhưng mặt ngoài bà ấy vẫn tỏ ra nhã nhặn Từ Vĩ Thành nhìn cô một lúc Rồi ôm cô vào lòng Anh đã gọi người thu dọn căn biệt thự Bên chỗ vườn mận kia rồi Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ ra ở riêng Từ Vĩ Thành Giang Nhu không ngờ anh sẽ nói như vậy Từ Vĩ Thành là con cả Từ nhà khoa lại vừa đi nước ngoài du học Nên hiện giờ anh cũng là đứa con duy nhất Trong nhà của bố mẹ mình Trước kia là lỗi của anh Cưới em về nhưng lại không bảo vệ tốt cho em Để em phải chịu nhiều ấm ức Từ Vĩ Thành đưa tay lên Nhẹ nhàng vuốt khóe mắt đỏ hoe của cô Nhu nhu Anh xin lỗi Nước mắt Giang Nhu lập tức trào ra Từ Vĩ Thành Em không trách anh Em cũng có những việc làm chưa tốt Nếu em trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn Mẹ anh chắc sẽ thích em nhiều hơn Không cần quan tâm Em chỉ cần làm điều mình thích là được từ Vĩ Thành nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt cô chảy càng lúc càng nhiều. Từ Vĩ Thành, có phải em quá ngây thơ và trẻ con không? Em thậm chí không thể giống như những người vợ khác giúp đỡ anh hay trở thành một người phụ nữ chín chắn trưởng thành. Em không cần làm như vậy, em chỉ cần là Giang Nhu, là cô vợ trẻ con của anh là được rồi. Vậy anh có để em nhuộm tóc, mặc quần áo ngắn hay không? Từ Vĩ Thành đột nhiên cười, anh hơi cúi đầu xuống, hôn lên khóe mắt ướt át của cô. Chiếc mũi cao của anh lướt nhẹ qua chóp mũi cô, hôn một cách trìu mến. Đồ ngốc, em nghĩ trên đời này có người chồng nào nguyện ý không? Mặc như vậy để cho người khác nhìn sao? Bất quá trước đấy anh sai rồi, em thích mặc cái gì cũng được. Sau này chỉ cần em thích, anh sẽ không can thiệp. Huống chi còn có một nguyên nhân khác, Từ Vĩ Thành hiện tại không muốn để cho Giang Nhu biết. Khi Giang Nhu còn học đại học, cô luôn ăn mặc những bộ đồ khá nóng bỏng thêm vào việc cố hoài dâm cũng hay ăn mặc những bộ đồ thời thượng khiến hai người khi xuất hiện cùng nhau càng thêm xứng đôi vừa lứa vì vậy sau khi yêu giang nhu anh đã sử dụng một số thủ thuật để khiến giang nhu ngoan ngoãn thay đổi phong cách ăn mặc cô luôn nghĩ rằng từ vĩ thành thích những cô gái ăn mặc nhẹ nhàng kín đáo nhưng trong mắt từ vĩ thành thì đó là cách anh đang xóa bỏ mọi thứ liên kết có dinh líu đến cố hoài dâm anh nhìn cô gái trong vòng tay mình cô gái đã từng ôm một chú thỏ bông và khóc nức nở trước bia mộ của mẹ mình trong cơn mưa nặng hạt người con gái đã làm anh mềm lòng và khiến anh không bao giờ quên được cuối cùng cũng trở thành vợ anh và chẳng bao lâu nữa sẽ là mẹ của những đứa con của anh anh muốn cô mãi mãi ngây thơ mãi mãi như một đứa trẻ anh sẽ bảo vệ tất cả những điều ngây thơ tốt đẹp nhất của cô để cô có thể mãi vô tư trẻ con trong thế giới mà anh đã xây dựng cho nên anh ghen sao từ vĩ thành nói cho em biết anh ghen sao giang nhu giật mạnh cổ áo anh lắc lắc và hành động như một đứa trẻ anh còn không chịu thừa nhận mình bị sắc đẹp của em mê hoặc sao anh sợ em eo nhỏ chân dài bị người khác nhìn thấy đúng không em có chắc là em vẫn còn eo nhỏ không anh chạm vào cái bụng phẳng lì của cô và thì thầm vào tai cô đó là bởi vì em sinh con anh không thể bởi vì em mang thai mập mạp mà chán ghét em được giang nhu cực kỳ tự tin thậm chí còn cố ý ưỡn bụng lên từ vĩ thành em béo lên thì anh cũng phải thích không được nói không em không sợ em bé cười em sao từ vĩ thành bất đắc dĩ nắm tay cô em không đói bụng sao muốn ăn gì không còn chỉ là một hạt đậu nành nhỏ vì vậy nó thì biết cái gì giang nhu nắm tay anh đan xen những ngón tay với anh từ vĩ thành luôn rất lịch lãm và nghiêm túc cô chưa bao giờ nghe anh chửi thề Đối với lời nói hơi thô lỗ của cô lúc này, anh cao mày nhưng cũng không nói gì cả. Giang Nhu không khỏi nghĩ đến quá khứ. Thật ra có thể thấy được rất nhiều mảnh ghép trong mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng trước đây cô đã bỏ qua rất nhiều điều. Từ Vĩ Thành luôn ân cần giúp đỡ cô. Sự bướng bỉnh thô lỗ hay có khi là sự luộm thuộm của cô anh đều biết. Mặc dù cô thực sự không có nhiều thời gian ở nhà nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi khi anh về, bất kể muộn thế nào anh cũng sẽ hôn cô, kể cả khi cô đã đi ngủ rồi. Và kể cả khi buổi sáng sớm, anh phải đến công ty, cũng đều không quên hôn chào tạm biệt cô. Hai năm lấy nhau, ngày nào anh cũng dậy lúc 6 giờ. Nhưng là vợ, cô ít khi cùng anh dậy sớm, làm đồ ăn sáng, tắt cà vạt cho anh. Giang Nhu đột nhiên cảm thấy rằng cô thực sự không đủ tiêu chuẩn để làm một người vợ. Cô luôn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ bóng gió, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ thậm chí còn hoài nghi tình yêu anh dành cho mình và cuối cùng lại phớt lờ đi sự quan tâm chăm sóc âm thầm của anh. Nỗi lo lắng về sự không được gia đình chồng chấp nhận hay là tình cũ của anh quay về nối lại tình xưa khiến cho cô suy sụp, làm tổn thương anh bằng những hành động ngu ngốc của mình. Chồng... Lúc lên xe, cô không kìm được ôm nhẹ lấy anh. Trên thực tế, cô rất ít khi gọi anh là chồng như thế này. Trừ khi ở trên giường, anh sẽ cố tình bắt cô gọi anh như vậy khi quan hệ lúc đỉnh điểm, Giang Nhu úp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, những ngọt ngào trong lòng dần dần nuốt chửng những đáng cay mà cô trải qua. Đây là người đàn ông của cô, chồng của cô, và cũng là ba đứa trẻ trong bụng cô. Cô thật may mắn làm sao khi cưới được một người đàn ông như vậy. Không thoải mái ở đâu sao? Từ Vĩ Thành hoảng sợ, quay người lại ôm vai cô nhẹ giọng hỏi. Giang Nhu lắc đầu và đưa tay ra cho anh ôm. Khi cô không chắc anh thích cô. Cô không thể không cư xử như một đứa trẻ với anh. Giờ đây khi biết rằng anh quan tâm đến cô, cô dường như hành động như một đứa trẻ mỗi giây mỗi phút. Từ Vĩ Thành ôm cô vào lòng. Sao em hay làm nũng thế? Em chỉ muốn làm nũng với anh thôi. Em chưa bao giờ dám làm điều đó trước đây. Em không dám. Từ Vĩ Thành hôn lên giái tai của cô. Không biết là ai, từ khi kết hôn đến giờ luôn luôn làm nũng bày trò thu hút anh. Em không có. Sao lại không? Khi em mới làm đã nũng nịu đến mức kêu mệt và đau, anh cũng dốc hết sức hầu hạ em, lại còn ôm anh khóc lóc, trách móc anh là bắt nạt em. Anh chỉ là bắt nạt em, y và chiều cao sức mạnh để hành hạ em. Đừng có mà ở phước mà không biết hưởng. Hãy trao phước này cho người khác, chứ em thì không thèm đâu. Phước này hưởng thêm tí nữa em cũng đủ mệt chết rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, dù em muốn hay không thì phước này cũng chỉ mình em được hưởng thôi. Từ Vĩ Thành hôn cô, ăn cơm trước đi, ăn xong anh sẽ tính sổ với em. Anh dẫn cô đi ăn lẩu, tuy không thích những nơi nhiều khói dầu mỡ như thế này, nhưng vì cô thích nên anh cũng nhận lời. Khi cô đã no và chuẩn bị ra về, cô gặp Chu Đồng. Cô ta và một vài người thân của mình cũng đến ăn lẩu. Thấy Từ Vĩ Thành và Giang Ngưu đan ngón tay vào nhau, Chu Đồng bí môi, mắt đỏ hoe. Cô đã làm vợ Từ Vĩ Thành hơn 2 năm rồi sao cô ta vẫn chưa quen mà còn khóc vậy chu đồng tức giận trứng mắt nhìn cô giống như là một con cá nóc nhỏ không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút đáng yêu nhắc mới nhớ mặc dù cả hai người bọn họ đều không ưa nhau nhưng chu đồng cũng không phải là loại người ngấm ngầm dở trò đồi bại sau lưng người khác cho nên thật ra hai người bọn họ cũng không tính là có hận thù sâu đậm lắm chỉ là cô thích cố tình chọc giận cô ta từ khi còn nhỏ hôm nay cũng không ngoại lệ khi cô bước đến chỗ Chu Đồng, Chu Đồng lườm cô. Giang Du, hai người đã hòa giải rồi à? Giang Du gật đầu. Ừ, đã hòa giải. Mặc dù Chu Đồng rất tức giận và ghen tị, nhưng cô ta vẫn nói, coi như cô không quá ngốc. Đúng rồi. Lúc trước cô nói với tôi qua điện thoại, Từ Vĩ Thành vì bị tổn thương tình cảm, mới quyết định tìm người kết hôn. Chu Đồng hốt hoảng liếc Từ Vĩ Thành, muốn giải thích điều gì đó nhưng giang nhu cảm thấy khá đắc thắng tiếp tục nói tôi xin lỗi có vẻ như anh ấy đã bị tổn thương vì tôi cô nói cái gì chu đồng hiển nhiên không tin hai mắt đều sắp rớt ra ngoài nhỏ giọng chút đi đừng dọa đưa bé trong bụng tôi giang nhu nhanh chóng lấy hai tay che bụng dưới dụi vào cánh tay từ vĩ thành từ vĩ thành cũng sẵn sàng hợp tác với cô và ôm cô vào lòng giang nhu cô có thai chu đồng hiển nhiên bị kích động không phải nói từ vĩ thành không thích cô không muốn cùng cô có con sao ai nói vậy giang nhu còn chưa kịp phản ứng thì từ vĩ thành đã có vẻ khó chịu trước sắc mặt anh rất lạnh chu đồng kinh hãi cô ta do dự nói bọn họ đều nói như vậy từ nhạc hoa cũng nói như vậy tôi cũng nghe nói nhưng tôi cũng chỉ là nói lại thôi cô cho rằng tôi từ vĩ thành sẽ cưới một người phụ nữ mà tôi không thích chu đồng vội vàng lắc đầu suýt nữa thì phát khóc. Giang Nhu vươn tay kéo ống tay áo từ Vĩ Thành. Được rồi, em muốn ngủ rồi, chúng ta về nhà trước đi. Từ Vĩ Thành không nói gì nữa, ôm lấy cô rời đi. Giang Nhu vòng qua trong vòng tay anh và nói với Chu Đồng. Chu Đồng, cô thực sự rất xinh đẹp, nhất định sẽ có một người đàn ông rất tốt sẽ hết lòng thích cô. Giang Nhu và Chu Đồng đã quen với việc đánh nhau từ nhỏ đến lớn và trong tiềm thức muốn ghét cô nhưng xét đến Từ Vĩ Thành, cô ta vẫn kiềm chế được. Những người đắm chìm trong hạnh phúc dường như trở nên hào phóng và nói nhiều hơn, ngay cả Chu Đồng, kẻ thù truyền kiếp của cô từ thời thơ ấu, cô cũng sẵn sàng chúc phúc. Khi cô mang thai 3 tháng, bác sĩ nói rằng thai kỳ của cô rất tốt, thai nhi phát triển rất tốt, ngầm ám chỉ rằng cô có thể quan hệ tình dục với Từ Vĩ Thành. Nhưng cô cũng hơi ngại, vì bụng hơi phình ra và vòng eo không còn thon gọn như trước đêm đó từ vĩ thành giúp cô tắm rửa sau khi hai người bọn họ trở về phòng cô trùm chăn kín người và không chịu ló mặt ra thằng đến từ vĩ thành tắm rửa xong đi tới anh vén chăn lên hơi nước mắt lạnh sau khi tắm vẫn còn vương trên người anh giang nhu mắc cỡ không dám nhìn rõ ràng hai người bọn họ đã kết hôn và cũng làm không biết bao nhiêu lần rồi nhưng giờ phút này cô như được trở lại lần đầu tiên làm với anh một lúc lâu mọi thứ đều dừng lại cho đến khi dường như có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Giang Nhu nép vào lòng anh, lười biếng không muốn nói chuyện. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, mang lại cảm giác yên bình. Từ Vĩ Thành... Uhm. Con của chúng ta, sau này chúng ta có gọi là tiểu đậu nành không? Có hơi kỳ cục không? Dễ thương mà, những hạt đậu nành bé nhỏ sẽ lớn lên thành những mầm đậu nành thơm ngon, giống như hiện tại bé con đang nảy mầm lớn lên trong bụng em vậy. Sau này anh sợ con sẽ dỗi mà muốn đổi tên mất. Lúc đứa bé trưởng thành rồi thì đó là việc của nó. Giang Nhu ngáp dài ngái ngủ trong vòng tay anh, ôm eo anh lẩm bẩm. Em mệt quá, đậu này nhỏ ra đời em sẽ mách thằng bé là bố nó luôn bắt nạt mẹ nó. Giang Nhu dường như ngủ tiếp đi sau khi nói xong, vì vậy cô không nghe thấy những gì từ Vĩ Thành nói vào tai cô. Đồ ngốc, bởi vì anh yêu em, thương em, nên anh mới luôn muốn bắt nạt em như vậy. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Khi Giang Du 16 tuổi, ba Giang có một người bạn rất thân, thậm chí đến mức nảy ra ý định muốn kết hôn với cô ta. Giang Du không phản đối việc bố lấy vợ khác, nhưng cô không thể chấp nhận được người mà bố muốn lấy lại là người phụ nữ mà mẹ cô ghét nhất cuộc đời. Mẹ cô nói với cô rằng người phụ nữ đó trước đây thích ba giang nhưng do ba giang chỉ thích mẹ cô khi họ chuẩn bị kết hôn người phụ nữ đó cố ý muốn gây bất hòa khiến mẹ cô hiểu lầm cha cô và không muốn kết hôn nữa chỉ là ba giang là một người thẳng nam không nhìn ra những âm mưu chia rẽ của cô ta sau này khi ba mẹ cô kết hôn và sinh ra cô vài năm sau người đàn bà đó cũng từ bỏ việc quấy dối rồi cũng kết hôn nhưng bây giờ cô ta đã ly hôn và trở về thành đô sau khi nghe tin mẹ cô bị bệnh qua đời, ba Giang ở vậy không đi bước nữa, cô ta lập tức chạy đến tìm gặp ba Giang. Dù thế nào đi chăng nữa, ba Giang có thể lấy bất kỳ người phụ nữ nào cũng được, trừ người phụ nữ đó. Nhưng thời điểm lúc đó, ba Giang như bị ma xui quỷ khiến, một bực không phải cô ta thì không được, thậm chí còn đánh cô khi cô phản đối điều đó. Đó cũng là lần đầu tiên cô bị đánh. Giang Nhu khóc chạy ra khỏi nhà và ra nghĩa trang tìm mẹ dưới mưa cô đã khóc rất lâu trước mộ mẹ cô với con thỏ mà cô yêu thích giang nhu nhặt nó lên giống như cô nó cũng là một chú thỏ nhỏ không có mẹ cô nuôi nấng nó từng chút một và cô rất yêu nó chúng ta không còn mẹ nữa ngày xưa chị may mắn hơn em một chút là còn có ba nhưng bây giờ chị đã không còn ba nữa rồi từ nay về sau chỉ có hai chúng ta nương tựa lẫn nhau mà thôi cũng vào ngày hôm đó cô và từ vĩ thành gặp nhau lần đầu tiên lúc đó cả nghĩa trang chỉ có hai người bọn họ cùng đội mưa đến cúng viếng người thân có lẽ do cô đang khóc thảm thiết từ vĩ thành nghe thấy tiếng thì liền đi tới từ vĩ thành giơ ô che cho cô rồi lau nước mưa và nước mắt trên mặt cô bằng chiếc khăn tay của anh giang nhu ôm lấy thỏ nước nở hỏi anh ơi em nói cho anh nghe một đứa trẻ không có mẹ rất đáng thương những đứa trẻ khác có thể khóc trong lòng mẹ khi bị oan ức nhưng em chỉ có thể khóc trước bia mộ và di ảnh của mẹ thôi mạnh mẽ lên nếu mẹ em mà biết được em khóc thảm thiết như thế này mẹ em sẽ đau lòng lắm anh nhìn cô bằng ánh mắt thương xót nhưng em không muốn mạnh mẽ tại sao em phải mạnh mẽ không có mẹ em còn không có quyền được khóc khi bị đối xử tệ sao em tên gì giang nhu được rồi giang nhu sau này nếu em có điều gì bất bình, cứ đến nói với anh, được không? Anh trai, như vậy thật sự không sao chứ? Tất nhiên, anh sẽ ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần đến anh. Từ Vĩ Thành, 22 tuổi, người vừa mất đi người ông bà thân yêu nhất của mình, không thể thoát khỏi nỗi buồn, anh đã nhẹ nhàng ôm cô gái bị bắt nạt đang khóc nước nở dưới trời mưa. Họ như những kẻ cô độc không nơi nương tựa trên thế gian này chỉ có thể giúp đỡ nhau sưởi ấm bằng sự thông cảm thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Nhưng Từ Vĩ Thành không biết tại sao suốt thời gian qua cô không tìm gặp anh. Sau khi từ Nghĩa Trang về, cô không về nhà mà chuyển vào căn hộ mà mẹ cô đã mua cho cô hồi còn sống. Khi cha cô tìm thấy cô, cô đã bị sốt cao một ngày một đêm vì dính mưa. Lúc đó trông cô như thể sắp chết đến nơi vậy. Khi cô tỉnh dậy từ bệnh viện, đã là ba ngày sau, Quần áo của cô đã được thay và giặt bởi dì giúp việc của cô và mảnh giấy nhỏ mà từ Vĩ Thành để lại cũng biến mất từ lâu. Giang Nhu luôn cảm thấy rằng mình đã quên một điều gì đó nhưng cuối cùng cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà cô đã tạo ra thời điểm sốt cao. Sau khi khỏi bệnh, cô hoàn toàn quên mất cuộc gặp gỡ đó và điều cô không biết là lần sốt cao này vẫn có một số ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Bà Giang đã hối hận và chia tay với người phụ nữ đó sau khi ông ấy tìm ra lý do khiến cô phản kháng như vậy. Ông ấy yêu thương cô gấp bội và chiều chuộng cô không chỉ vì mặc cảm mà còn vì tính cách cô đã thay đổi sau khi bị bệnh. Giang Nhu từng là một người rất nhạy cảm và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Nhưng sau trận ốm này, cô trở nên vô tư vui vẻ, không còn để tâm đến bất cứ việc gì. Ngay cả Chu Đồng, đối thủ truyền kiếp của cô, cô cũng không còn thái độ thù địch như trước nữa cô thật may mắn khi có một người ba tốt thật lòng yêu thương con gái mình càng may mắn hơn khi lấy được một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ sự hồn nhiên ngây thơ của cô đến hết cuộc đời còn bản thân cô cô có thể giấu giếm cả cuộc đời về việc mình không phải là người có tâm lý khỏe mạnh nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô đã có một cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc sau đó khi mầm đậu nhỏ của hai người bọn họ được ba tuổi cô lại mang thai và sinh được một cô con gái xinh đẹp. Giang Nhu đặt tên cho cô bé là Nha Nha. Từ Vĩ Thành yêu con gái của hai người bọn họ đến mức cô có cảm giác đứa con trai đầu chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ba Giang nói rằng Nha Nha trông giống hệt Giang Nhu khi cô còn nhỏ, chưa kể là con bé rất xinh đẹp và dễ thương nữa. Lúc đó Giang Nhu đã là mẹ của hai đứa nhỏ, nhưng cô cũng trở nên mặn mà và quyến rũ hơn trước rất nhiều, khiến Từ Vĩ Thành chỉ muốn nhốt cô lại không cho ai nhìn thấy. Nhưng đôi khi cô có chút ghen tị và tức giận vì anh đã chiều chuộng nha nha quá nhiều đến mức còn tự hờn dỗi. Đêm đó cô chặn cửa phòng ngủ chính không cho anh vào. Từ Vĩ Thành đã phải dỗ dành cô rất lâu. Cuối cùng anh không còn cách nào khác đành phải nói cho cô một bí mật để làm điều kiện được vào phòng. Giang Nhu mở cửa và hỏi anh bí mật là gì. Lúc đó anh kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người bọn họ. Giang Nhu đã khóc giữa chừng Cô nhớ mẹ Cô cũng nhớ con thỏ sống với cô Hai người bọn họ cùng nhau bị mắc mưa Và khi cô được cứu sống Thì chú thỏ nhỏ của cô đã không còn nữa Nhưng cô lại nghĩ nhiều hơn Về từ Vĩ Thành lúc đó Khi ấy anh mới 22 tuổi Cũng là người đã an ủi Giúp cô vượt qua thời điểm cô suy sụp nhất Giá như cô đừng quên anh Giá như hai người bọn họ Yêu nhau từ lúc đó 6 năm Hai người bọn họ đã bỏ lỡ nhau ngần ấy thời gian Nhu nhu Từ Vĩ Thành ôm lấy mặt cô Từng chút một hôn lên những giọt nước mắt của cô Em có biết không Anh đã đợi em từ năm 16 tuổi Anh chờ em gọi điện thoại cho anh Chờ em đến tìm anh Đến mức không thể chờ đợi được nữa Chỉ đành phải từ bỏ Sau đó khi anh gặp em ở trường Lúc đó em đã có bạn trai Lúc anh đi đến muốn chào hỏi Em đã không nhận ra anh Mà chỉ vui vẻ cười đùa cùng cố hoài xâm Em có biết lúc đó anh ghen tị đến mức nào không? Sau này khi biết người anh sẽ gặp trong buổi xem mắt là em, lúc đó anh đã nghĩ, vậy thì từ bây giờ anh sẽ theo đuổi và biến em thành người vợ hợp pháp của mình. Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay, như ôm một báu vật đã mất đi, nay may mắn tìm lại được. Thật may mắn, khi đó anh đã gặp lại được em. Anh khẽ thở dài, lấy ngón tay xoa nhẹ khóe mắt đã rưng rưng nước mắt của cô khoảnh khắc anh nhìn thấy em anh đã muốn cưới em để em ở bên anh mãi mãi từ vĩ thành giang nhu kiễn chân khẽ quàng tay qua cổ nghẹn ngào hôn anh anh phải yêu em nhất yêu em mãi mãi và anh không thể yêu nha nha hơn em được từ vĩ thành cúi đầu đắp lại nụ hôn của cô từ vĩ thành cả đời chỉ yêu giang nhu yêu đến khi không còn hơi thở thật ngốc tại sao lúc đó em lại ngốc như vậy chứ nhưng mà khi đó em mới có 16 tuổi Giang Nhu lại bắt đầu làm nũng với anh Nói cho em biết Có phải anh thèm muốn sắc đẹp của em không Hồi đó em rất xinh Và nhiều nam sinh trong trường đã phải lòng em Đẹp thật đấy Nhưng ở một nơi như Nghĩa Trang Mà em vẫn mặc một chiếc váy trắng Lúc đầu anh khá sợ hãi Cứ tưởng là ma nữ cơ Từ Vĩ Thành Giang Nhu tức giận đến mức nhảy lên và đánh anh từ Vĩ Thành nhìn cô với nụ cười đầy cương chiều và sự dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt đó. Nhưng mà cho dù em thật sự là ma, có bị em hút khô sinh khí đi chăng nữa, thì anh cũng không hề hối hận. Từ Vĩ Thành cúi xuống ôm lấy cô. Em đừng xấu hổ, em đã làm mẹ rồi, mà em còn ghen tuông và khóc lóc với con gái mình. Em đâu thể làm gì được, ai bảo em yêu anh nhiều đến vậy chứ. Giang Nhu, hừm, anh cũng yêu em, hơn nữa thời điểm anh yêu cũng bắt đầu từ rất lâu rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.